đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 3581 phách lối không chịu được bên trong vực trường phiêu miễu phong một cung điện cổ phát nguy nga tọa lạc bên trên một sân rộng tiên vụ như mây thần sơn cổ nhạc sừng sững bốn phía có sông núi hồ nước cảnh sắc tú mỹ giữa những đạo vực sơn phong đều là bóng người văn minh chân giới các phương đều phái nhân vật đại diện ngay cả số lượng tồn tại tổ đạo cảnh cũng không ít chỉ là chân thân mơ hồ dường như không tồn tại giữa mảnh thiên địa này tứ đại gia tộc của phiêu miểu thánh vực phụ trách hướng dẫn khách quý đến tham gia. Phó Minh chủ chính nhất Minh đã đến, đang ngồi ở vị trí chủ tịch, hộ tống còn có hai nhân vật tổ đạo cảnh. Lúc này, Phạt Thiên Minh vẫn chưa thấy cử người đến. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, bọn họ dự định ngăn cản tiên đạo Minh thành lập sao? Theo chiều hướng phát triển hiện tại, Phạt Thiên Minh sẽ không làm như vậy. Trước đó có thế lực chú ý bên phía Phạt Thiên Minh có động tĩnh truyền đến, hẳn bọn họ đã phái cao tầng đến đây có lẽ là đang trên đường cũng không biết là vị cao tầng nào mặc dù vị phó minh chủ lăng ngọc linh đã bị đẩy vào hư không vô ngần nhưng thời gian gần đây có người nhìn thấy nàng ẩn hiện bên trong phạt thiên minh có thể nàng đã được minh chủ phạt thiên minh cứu về rất nhiều người tại các địa phương đều cẩn thận quan sát thế lực đạo thống các phe đều muốn biết thái độ cuối cùng của phạt thiên minh mấy ngày qua bởi vì chuyện của Hắc Liên Giáo dẫn đến các nơi trong phiêu miểu thánh vực không yên tĩnh. Các đại gia tộc đã điều động vô số cường giả đi tiêu diệt từ đường miếu thờ của Hắc Liên Giáo, nhưng vẫn không mang lại tác dụng bao lớn. Giáo chúng Hắc Liên Giáo giống như ôn dịch lan tràn, nhanh chóng quét sạch bát phương, hoàn toàn không thể ngăn cản. Về sau, phiêu miểu thánh tông chỉ có thể tạm thời hạ lệnh, trước tiên khống chế nghiêm ngặt việc ra vào các thành trì quan trọng của phiêu miểu thánh vực. Chờ đại hội thành lập Tiên Đạo Minh kết thúc, bọn họ sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên, hành động như vậy lại càng dẫn đến Hắc Liên giáo truyền bá kinh khủng hơn, giống như cỏ khô bị nhóm lửa, gần như lan tràn đến mỗi một góc hẻo lánh của Phiêu Miểu Thánh vực. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Phiêu Miểu Thánh vực đã mất đi sự cân bằng. Sự quỷ dị và kinh khủng của Hắc Liên giáo khiến cho vô số người tu hành và sinh linh cảm thấy run sợ. Trong lúc mọi người còn đang thương lượng làm thế nào chống lại tộc đàn hắc ám, giải quyết hảo kiếp hắc họa, kết quả hắc liên giáo lại xuất hiện chỗ này, rất có mùi vị tộc quần hắc ám trả thù. Ngay cả những thế lực tộc đàn đến tham gia đại hội thành lập của tiên đạo minh cũng bị hắc liên giáo đột nhiên xuất hiện này dày vò, khổ không thể tả. Người tu hành cấp độ đạo cảnh, đạo quy duy nhất, tâm cảnh khó mà dao động. Giáo nghĩa của hắc liên giáo không ảnh hưởng được đến bọn họ. Tuy nhiên, những thế hệ trẻ tuổi hoặc trung niên mà nói, đó chính là một tai họa đáng sợ. Thế lực đạo thống các phương đều đang nghĩ cách ngăn chặn Hắc Liên giáo đột nhiên xuất hiện. Các nơi đều có người tu hành và sinh linh điều tra nguồn gốc của Hắc Liên giáo. Đại hội thành lập Tiên Đạo Minh chỉ còn 3 ngày nữa. Bên trong một thời không hư vô, âm thanh ầm ầm vang lên, một cánh cửa màu đen xuất hiện, dần dần mở rộng, hình thành một đường hầm xuyên thủng thời không từng chiến thuyền cổ nghiền ép gần sóng thời không lao đến. Tinh kỳ phạt thiên minh bay phấp phới, tràn ngập khí tức thăng trầm cổ xưa. Bên trên chiến thuyền, đình đài lầu cát, thần đảo tiên sơn trôi nổi. Người tu hành và sinh linh qua lại, giống như một tịnh thổ. Sư Tôn, người biết không, mấy ngày qua hắc liên giáo lại càng hung hăng ngang ngược, xuất hiện rất nhiều nơi trong thương mang. Chẳng khác nào mang mọc sau mưa, phách lối không chịu được bên trên một chiếc thuyền cổ, bên trong một biệt viện thanh u, cố trường ca mặc chiếc áo trắng, tóc tùy ý xỏa xuống lưng, ngồi trong đình uống trà, thái độ ung dung nhàn nhã. Trước mặt hắn, yêu yêu mặc chiếc váy dài màu đỏ, thanh lệ tuyệt diễm, đang tức giận nói cái gì đó, trên gương mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là sự tức giận. Mấy ngày nay, làm cho người ta chú ý nhất ở các nơi trong thương mang chính là hát liên giáo bỗng nhiên cuộc khởi. Tốc độ của nó vừa mạnh vừa nhanh giống như ngọn lửa trên đồng cỏ, điên cuồng lan tràn đến các nơi. Mấy tháng trước, Yêu Yêu đã vô tình bắt gặp một nghi lễ hiến tế của Hắc Liên Giáo. Thậm chí nàng còn thuận tay mang luôn cả thánh đồng của Hắc Liên Giáo đi, bị Hắc Liên Giáo truy sát. Cho đến hôm nay, thánh đồng kia vẫn còn ở phạt thiên minh. Nhưng lúc đó cố trường ca không để ý cho lắm, chỉ nói sẽ phái người điều tra. Về phần điều tra được cái gì, Yêu Yêu thật sự không biết. Nàng lo lắng Hắc Liên giáo cố tình muốn đối phó phạt Thiên Minh. Vì thế nàng đã dò xét ký ức của Thánh Đồng. Đáng tiếc, Thánh Đồng hoàn toàn không biết gì về sau nàng đành từ bỏ. Tuy nhiên, mấy ngày nay, tin tức liên quan đến Hắc Liên giáo bắt đầu điên cuồng truyền ra khắp các địa giới. Rất nhiều nhân vật trong phạt Thiên Minh cũng bàn tán việc này, muốn biết rốt cuộc lai lịch của Hắc Liên giáo bỗng nhiên xuất hiện là như thế nào. Chương 3582 giờ còn chưa phải lúc. Hắc liên giáo chắc chắn có liên quan trực tiếp đến tộc đàn hắc ám, bởi vì hắc liên giáo phổ độ chúng sinh. Đồng hóa giáo nghĩa hắc ám. Giáo chúng hắc liên giáo không thèm quan tâm vật chất hắc ám xâm nhập. Thậm chí, một số giáo chúng có tín ngưỡng kiên định, được ban cho cái gọi là thánh huyết, có được sức mạnh cường đại của sinh linh hắc ám. Yêu yêu tận mắt nhìn thấy nghi thức của hắc liên giáo. Nàng biết rất rõ thánh huyết đến từ cái gọi là thánh đồng của Hắc Liên giáo. Huyết dịch thánh đồng ẩn chứa thánh lực. Sau khi uống xong, nó có thể giúp cho sinh linh bình thường không sợ bị vật chất hắc ám ăn mòn, đồng thời có thể khiến cho một số người tu hành có được sức mạnh sánh vai với sinh linh hắc ám trong thời gian ngắn. Về phần thánh đồng kia xuất hiện như thế nào, thật ra nàng cũng không biết rõ ràng. Nhưng nàng đoán có thể là vì bọn họ có được thể chất đặc biệt trở thành một vật chứa vật chất nào đó hay không. Mấy ngày qua, Hắc Liên giáo quả thật quá hung hăng, ngang ngược. Cố Trường Ca chậm rãi uống trà, không thèm để ý lời nói của Yêu Yêu, tuy nhiên, bọn chúng không nhảy nhót được bao lâu đâu. Sư Tôn, chẳng lẽ người không lo lắng Hắc Liên giáo có liên quan đến phạt Thiên Minh hay sao? Ngay cả người cũng sẽ bị thế nhân hoài nghi. Cho rằng người có nguồn gốc với tộc đàn Hắc Ám gương mặt của yêu yêu tràn đầy lo lắng. Ngay cả người thân thiết với cố trường ca, hiểu hắn nhiều như nàng, khi bắt gặp nghi thức hiến tế của Hắc liên giáo cũng phải sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng hình chiếu của Hắc liên chi chủ chính là cố trường ca. Nếu để cao tầng của Phạt Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết bọn họ sẽ có suy nghĩ như thế nào. Đến lúc đó, không biết sư tôn có bị cho rằng hắn cấu kết với tộc đàn hắc ám là địch của toàn bộ thế gian hay không. Nếu hoài nghi, vậy bọn họ cũng phải lấy ra được chứng cứ chứ. Ngay cả ngươi cũng nói Hắc Liên chi chủ nhìn rất giống ta. Chỉ là giống thôi, có cái gì cần phải lo lắng chứ? Nếu ta thật sự là Hắc Liên chi chủ, vì sao ta lại không thay đổi gương mặt, nhất định phải để lộ gương mặt thật của mình ra như vậy chứ? Cố Trường Ca cười nhạt. Yêu yêu ngẩn ra, á khẩu không trả lời được. Sư Tôn, có phải là do ta quá ngu ngốc rồi không? Nàng thở dài một tiếng. Quan tâm sẽ bị loạn, đây là chuyện thường tình của con người mà. Cố Trường Ca mỉm cười nói. Yêu yêu đứng sau lưng hắn, không nhịn được liền hỏi, Sư Tôn, nếu người đã biết Hắc Liên giáo có ý đồ bất chính, muốn vu oan hãm hại người, vì sao người không trực tiếp giải quyết bọn chúng? Hắc Liên giáo xuất hiện khó tránh khỏi khiến cho một số người nảy sinh suy nghĩ khác. Ngay cả nàng cũng biết rất nhiều địa giới bởi vì sự xuất hiện của Hắc Liên giáo mà phát sinh hỗn loạn. Các thế lực tộc đàn bắt đầu điều động nhân thủ điều tra bốn phía, phá hủy không ít từ đường miếu thờ của Hắc Liên giáo. Nhưng Hắc Liên giáo ăn mòn thẩm thấu chỗ nào cũng có, đến mức rất nhiều tộc đàn thế lực bắt đầu hoài nghi, cảm thấy đây là một loại thủ đoạn của tộc đàn hắc ám, nhưng vì sao thân ảnh mơ hồ của Hắc Liên chi chủ lại tương tự với Cố Trường Ca? đây chẳng phải cố tình nhắm đến hắn, họa thủy đông dẫn sao. Đương nhiên, người có thể nhìn thấy chân dung của cố trường ca rất ít, ngay cả cao tầng phạt thiên minh cũng chỉ rải rác được mấy người. Khi còn ở hạ giới, yêu yêu đã được cố trường ca mang theo bên cạnh. Thành ra nàng vô cùng quen thuộc đối với hắn. Cho nên, khi nàng nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Hắc Liên Chi Chủ trong nghi lễ hiến tế, nàng mới có thể nhận ra đó chính là cố trường ca. Rõ ràng chính sư Tôn biết chuyện này, nhưng người không hề quan tâm. Nếu chẳng may người khác lấy đó làm cớ đối phó người thì làm sao bây giờ? Yêu yêu có chút hoàng đế không vội thái giám gấp. Bây giờ còn chưa phải lúc ra tay giải quyết Hắc Liên giáo. Cố Trường Ca khẽ lắc đầu. Hắn hiểu sự lo lắng của Yêu yêu. Nhưng hắn không thể giải thích chuyện này cho nàng hiểu. Bởi vì Hắc Liên giáo xuất hiện chính là sự thăm dò của một số người đối với hắn việc hát liên giáo có mặt tại các nơi trong thương mang dính dáng đến tộc đàn hát ám cũng là chuyện nằm trong dự đoán trước khi yêu yêu quay về nhắc nhở hắn chú ý đến chuyện này cố trường ca lựa chọn không ra tay bởi vì hắn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra phía sau thật ra đằng sau hát liên giáo không hề liên quan đến tộc đàn hát ám vô nguyệt chấp chưởng thiên chúng nếu không có sự cho phép của nàng tộc đàn hát ám sẽ không làm mấy chuyện như hát liên giáo thật ra chỗ dựa vào của Hắc Liên giáo cũng là một phần sức mạnh Cố Trường Ca hắn đưa cho. Cho nên, hình chiếu Hắc Liên chi chủ hiện thân tương tự với hắn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, Cố Trường Ca không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện của Hắc Liên giáo. Cho dù Hắc Liên giáo phát triển đến quy mô bao lớn, thật ra vẫn có cùng nguồn gốc với sức mạnh của hắn. Hắn có thể thu lại bất cứ lúc nào, có thể khống chế bất cứ lúc nào, cho nên hắn không cần phải quản bản thân của hắc liên giáo cũng giống như thủy tổ hư là mồi nhữ ném ra để thăm dò hắn chỉ có người giật dây hắc liên giáo tự cho rằng mình có thể thu được một lượng lớn tín đồ giáo chúng trong thời kỳ rung chuyển hỗn loạn này từ đó tiến thêm một bước nhưng lại không biết rằng mình làm như vậy chẳng qua chỉ làm áo cưới cho cố trường ca biến thành quân cờ của người khác mà thôi chương ba nghìn năm trăm tám mươi ba sắp có kịch hay yêu yêu cái hiểu cái không đối với lời nói của cố trường ca. Đã đến phiêu miểu thánh vực rồi. Cố trường ca ngước mắt nhìn về nơi xa. Cảnh thiên nguyên nhận lệnh của hắn đến ác mộng ma vực. Lúc này có lẽ lão cũng đã đến nơi. Với sự hiểu biết của hắn về thủy tổ hư, mồi nhữ hắc liên giáo không thể bức hắn hiện thân. Thủy tổ hư nhất định sẽ lựa chọn một phương thức khác để dò xét hắn. Lão già đó cực kỳ cẩn thận. Bây giờ hắn để cảnh Thiên Nguyên đến Ác Mộng Ma vực chính là đưa cho Vô Nguyệt một lời cảnh cáo. Nếu vận chủ tin vào giao dịch của Thủy Tổ Hư ra tay với Ác Mộng Ma vực, chỉ sợ ngay cả tư cách đánh cờ cũng không có, sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Cố Trường Ca biết rất rõ ý đồ của Thủy Tổ Hư. Nếu không, hắn cũng sẽ không thông báo thẳng thân phận của mình ngay từ ban đầu chính là gài bẫy Thủy Tổ Hư sau khi gặp lão đạo của Thiên Suy chúng thủy tổ hư cũng đoán được hắn sẽ làm như thế nhưng với tính cách của ông ta ông ta sẽ hoài nghi đây có phải là nghi trận mà cố trường ca cố tình bày ra hay không bởi vì cố trường ca chưa khôi phục đỉnh phong cho nên hắn mới mất trí sớm bại lộ sự tồn tại của mình cho thiên suy chúng khiến cho người của thiên suy chúng hiểu lầm và kiên kỵ cho rằng hắn có chỗ dựa vững chắc nhưng trên thực tế cố trường ca khả năng chưa khôi phục vì thế hắn chỉ có thể cố tình bày ra nghi trận làm bộ không để ý đến rất nhiều tâm tư tính toán thật ra đều là tính toán chồng chất lên nhau một tầng không đủ vậy thì chồng thêm mấy tầng đám nhân vật của lão hóa thạch không người nào ngu xuẩn cả hơn nửa đầu óc còn rất thông minh thủy tổ hư và vận chủ đã sớm hợp tác với nhau khi cố trường ca nhìn thấy rõ quá khứ của vận chủ hắn đã chú ý đến đại hội thành lập tiên đạo minh lần này nhìn thì giống như hội tụ ánh mắt đạo thống tộc đàn các phương trong thương mang nhưng chỉ có những tồn tại hiểu rõ tình hình thực tế thấy rõ đại thế thiên địa mới biết được đây chẳng qua chỉ là kiếp nổ ngoài mặt mà thôi ánh mắt của bọn họ đã sớm tập trung vào vận chủ xuất thế thủy tổ hư sớm khống chế thiên suy chúng tích lũy nội tình khí số nhiều kỷ nguyên cũng như ẩn út rất lâu và minh chủ phạt thiên minh cố trường ca ba thế lực khổng lồ nhất thương mang hiện tại phạt thiên minh chính nhất minh và tộc đàn hắc ám tái hiện thế gian tộc đàn hắc ám nằm dưới sự thống trị của thiên chúng nhưng nội bộ thiên chúng đã sớm bị thủy tổ hư thẩm thấu khi cố trường ca cảm nhận được một chút sức mạnh yếu ớt phân tán tại các nơi trong thương mang hắn đã biết được sự thật dù sao một số khối huyết nhục khi hắn còn là đại thiên chi chủ có ẩn chứa sức mạnh của hắn sau khi thời đại hắc họa kết thúc nhục thân đó vẫn còn ngủ say bên trong tán thế chi quan bây giờ lại có sức mạnh phân tán tại các nơi trong thương mang điều này đủ chứng minh nội bộ thiên chúng đã từng xuất hiện một trận hỗn chiến ngấp nghé sức mạnh của hắn minh chủ đã đến địa bàn của phiêu miễu thánh vực chúng ta đến thẳng đó sao bên ngoài đình viện bạch cốt tổ vương bẩm báo đồ đệ của bạch cốt tổ vương là mặt đồng cũng có đi theo nàng có mái tóc màu xám đôi mắt màu xám băng cơ ngọc quốc tựa như băng tuyết đúc thành cả người nàng phát ra khí tức lạnh lẽo người sống chớ gần bên trong phạt thiên minh mặc dù đám người trọc phong tà hồn nguyên quân kém xa những tồn tại tổ đạo cảnh thần phục sau này nhưng bởi vì bọn họ đi theo cố trường ca từ rất sớm tư lịch rất cao cho nên ngay cả tồn tại tổ đạo cảnh cũng phải khách sáo với bọn họ Lần này cố trường ca gọi bạch cốt tổ vương đi theo hắn đến phiêu miểu thánh vực, phụ trách rất nhiều sự vụ. Ban đầu, bạch cốt tổ vương chỉ là một tên điên du đảng trong thương mang, không thuộc bất kỳ đạo thống văn minh nào, thuộc dạng nước chảy bèo trôi. Nhưng sau khi ông ta quyết định thần phục cố trường ca, đi theo hắn thành lập Phạt Thiên Minh, ông ta giống như có được cuộc sống mới, rất nhiều chuyện của Phạt Thiên Minh đều để trong lòng. Thật ra, bên trong phạt thiên minh có không ít tồn tại giống như bạch cốt tổ vương. Quê hương cố thổ của bọn họ đã vỡ vụn, tiêu tán trong lượng kiếp, từ đó biến mất trong dòng sông thời gian. Duy chỉ có bọn họ là còn kéo dài hơi tàn, phiêu bạc bên trong thương mang, cô độc một mình. Phạt thiên minh xuất hiện giúp cho bọn họ tìm được ý nghĩa báo thù hoặc tồn tại. Cái gì đã qua rồi thì không cần để ý nữa. Giọng nói nhàn nhạt của cố trường ca vang lên. Hiện tại, lăng ngọc linh và sở hằng đã dựa theo lệnh của hắn cử binh hội tụ tiến đến biên cảnh của chính nhất minh hắn đích thân xuất hiện trong đại hội thành lập tiên đạo minh xem như đã đủ nể mặt lắm rồi sắp có vở kịch hay diễn ra nếu những con cá lớn kia tiếp tục lựa chọn ẩn thân cố trường ca cũng không thừa kiên nhẫn bồi tiếp bọn họ tuy nhiên thật ra điều này không quan trọng cố trường ca đã quyết định tự mình hiện thân Điều này đồng nghĩa nếu không có ai tiếp tục hạ cờ, hắn sẽ lựa chọn thu cục, hoặc trực tiếp hút cạn nước trong hồ. Nếu không phải hắn cân nhắc đến một trận chiến khốc liệt ở thần đạo văn minh. Cố trường ca hắn thậm chí còn nghĩ đến có nên chặn ngang một tay, cho đại hội thành lập tiên đạo minh một món quà khó mà quên được hay không. Chương 3584 Không nên vì bọn họ mà đau thương. Cùng lúc đó, thế ngoại. Tộc địa lạc tộc, lạc tộc đã từng là một trong đại thiên bác bộ chúng sau khi tổ chức đại thiên tan rã lạc tộc cũng biến mất trong mắt thế nhân cho dù là những thế lực còn lại của bác bộ chúng cũng hiếm khi biết được vị trí của lạc tộc cộng thêm thiên chúng cho đến nay vẫn phái người đi tìm kiếm nội tình đại thiên ở các bộ chúng khác mượn sức mạnh bên trong tán thế chi quan không ngừng phái người xâm nhập đánh vào khiến cho lạc tộc đã từng một thời gian rất dài phải phiêu bạc đào vong mãi cho đến khi viễn tổ lạc tộc là lạc chủ bị trọng thương tọa hóa vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh ông đã dùng thủ đoạn vô thượng của mình ngăn cách liên hệ giữa lạc tộc với thế gian mới giúp cho lạc tộc dần dần ổn định lại ẩn cư thế ngoại không hỏi chuyện thương mang tộc nhân lạc tộc tin tưởng vững chắc viễn tổ lạc tộc sẽ không chết vào một thời điểm nào đó trong tương lai ngài sẽ trở về cho nên cứ cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ lựa chọn hậu đại có huyết mạch nồng đậm nhất tinh thuần nhất để làm tế phẩm hiến tế cho viễn tổ trở thành ngọn đèn chiếu sáng cho viễn tổ từ trong bóng tối cửu u mênh mông trở về lạc tương quân đào tẩu khỏi lạc tộc biến thành đạo tặc một giới cũng bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy phụ mẫu thân tộc nhìn thấy toàn bộ quá trình hiến tế tộc nhân trong quá trình này cha mẹ của nàng không hề có bất kỳ phản kháng ngược lại còn say mê trong đó xem bản thân có thể trở thành một tế phẩm cho viễn tổ là một chuyện vinh quang vô thượng đến cỡ nào lạc tương quân cho rằng trên dưới lạc tộc đều điên rồi vì một tồn tại đã chết từ lâu không còn tồn tại trên thế gian này nữa vì một tín ngưỡng hư vô mờ mịt mà hy sinh tộc nhân từ đời này sang đời khác để đổi lấy chút hy vọng ít ỏi đó tộc đàn bệnh hoạn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt tiêu vong trong thương mang tiếc rằng đã thoát đi rất nhiều năm nàng vẫn một lần nữa bước lên vùng đất tràn ngập tai ương tuyệt vọng và ảm đạm đó nhất là nàng từ miệng vĩnh hằng thủy thần biết được viễn tổ lạc tộc rất có thể không chết mà chơi trò mang thiên quá hải ẩn núp mà thôi một đám trưởng lão đã sớm nhận được tin tức của lạc tương quân đang ở trong từ đường chờ nàng đại tộc trưởng lạc tộc là một nam nhân mái tóc bạc trắng tinh thần quắc thước khoác trường bào màu bạc trên gương mặt đã có dấu vết của tháng năm ánh mắt lập lòe ngân quang. Trong con ngươi ông ta có vết rách hình chữ thập, từng sợi ngân quang phát ra từ trong đó. Tràn ngập khí tức thời không, cực kỳ kinh người. Đây là đặc điểm trời sinh của Lạc tộc, có năng lực thôi động thời không. Bình thường, Lạc Tương Quân đã giấu nó đi. Nếu không, dựa vào tu vi và thực lực của nàng, rất nhiều ngôi mộ còn không thể đụng vào, chứ đừng nói chi là đào mệnh trong tự nhiên. Nàng dám nhận chìa khóa của Vĩnh Hằng Bí Tàng từ trong tay của Cố Trường Ca chính là dựa vào thiên phú của chủng tộc mình. Nơi Mai Táng Viễn Tổ nằm ở chỗ sâu mộ viên từ đường, nơi đó có anh linh ngủ say của Lạc tộc chúng ta từ trước đến nay. Nếu Tiền Bối muốn đến đó, mời theo chúng ta. Đại trưởng lão Lạc tộc dẫn đường, dẫn Vĩnh Hằng Thủy Thần đến mộ viên. Lạc Tương Quân đi đằng sau. Nàng không biết Vĩnh Hằng Thủy Thần làm thế nào chỉ dựa vào mấy câu đơn giản đã có thể khiến cho đại trưởng lão Lạc tộc tin phục, đáp ứng thỉnh cầu của ông ta, dẫn ông ta đến nơi mai táng của Viễn tổ Lạc tộc đang ngủ say. Giữa Lạc tộc và Vĩnh Hằng Thủy Thần hẳn là có chút nguồn gốc. Vĩnh Hằng Thủy Thần không phải những tổ thần bình thường có thể so sánh. Bất luận thời không đại đạo Lạc chủ đang nắm trong tay, hai thời gian đại đạo của Vĩnh Hằng Thủy Thần đều có thể xưng là đại đạo huyền diệu cao cấp nhất thế gian. Cho dù là tồn tại tổ đạo cảnh cũng khó mà lĩnh hội được hai đại đạo thời gian và không gian. Mộ viên lạc tộc nằm ở chỗ sâu phía sau núi. Nói là mộ viên, thật ra nó là một ngọn sơn phong cổ lão nguy nga. Chung quanh đều là cổ thụ chọc trời, che khuất cả bầu trời, cành lá thô to. Mặt đất cháy đen giống như được máu tươi đổ bê tông tạo thành lượn lờ từng sợi sương mù huyết sắc, có thể thấy được từng lăng mộ kéo dài xuống núi, chồng chất lên nhau giống như bậc thang. Bên trong mỗi lăng mộ không có thi cốt. Lạc tộc chết đi sẽ hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Thật ra lăng mộ nơi này cũng chỉ để tưởng nhớ mà thôi. Trên đường lên đỉnh núi, Lạc Tương Quân nhìn thấy mộ của cha mẹ mình. Ánh mắt của nàng lướt qua một sự đau thương, sau đó cảm xúc này đã bị nàng ép xuống cha mẹ của nàng tự nguyện trở thành tế phẩm. Không đúng, hẳn tất cả lăng mộ trên ngọn núi này. Tất cả anh linh ngủ say của Lạc tộc đều tự nguyện. Hồn của bọn họ được Lạc chủ ôm ấp. Cho đến một khắc hiến tế, bọn họ đều an bình và vinh hạnh. Nàng không nên vì bọn họ mà đau thương. Chương 3585. Chỉ có thể nhẫn nại. Chỗ cao nhất của mộ viên là một mộ bia hình vuông rất rộng cực kỳ cao lớn gần đó không hề có cỏ dại chung quanh trồng linh thụ xanh ung cành lá đơn giản không cầu kỳ giống như chân long che khuất bầu trời yên tĩnh mà trang nghiêm đại trưởng lão lạc tộc dẫn vĩnh hằng thủy thần đến nơi này xong lập tức cung kính đi xuống cũng không lên tiếng quấy rầy khi nhìn thấy lạc tương quân ánh mắt của ông ta hơi kinh ngạc nhưng cũng không bắt chuyện với nàng sau khi lạc tương quân rời khỏi lạc tộc Nàng cũng không bị Lạc tộc truy cứu. Lạc tộc không cưỡng chế tộc nhân trở thành tế phẩm. Bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của mỗi tộc nhân. Lần này, Lạc Tương Quân một lần nữa quay về Lạc tộc khiến vị đại trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ông là người tận mắt nhìn thấy Lạc Tương Quân lớn lên. Thiên phú của nàng cực cao. Huyết mạch tinh thuần nhất, thậm chí còn vượt qua cả cha mẹ của nàng. Trong mộ không có thứ gì ngay cả quần áo cũng không có sau khi đại trưởng lão lạc tộc rời đi vĩnh hằng thủy thần mới khẽ lắc đầu ánh mắt mang theo sự suy tư dựa theo sự hiểu biết của ta về lạc ông ta không thể bị vây đánh trọng thương đến chết như thế bác bộ chúng tổ chức đại thiên nước sông không phạm nước giếng không có khả năng cùng nhau ra tay với ông ta mục đích của thiên chúng chính là thu hồi lại nội tình của đại thiên cũng không phải muốn mạng của lạc rốt cuộc ông ta bị thương nặng như thế nào. Lạc tương quân yên tĩnh đứng đằng sau ông ta, không nói một lời. Nàng chẳng quan tâm lạc chủ sống hay chết. Bây giờ nàng chỉ muốn vĩnh hằng thủy thần buông tha nàng. Về phần siêu thoát tổng cương mà ông ta đồng ý với nàng, nàng cũng không yêu cầu xa vời. Lạc không chết. Nếu ông ta muốn ẩn nút, chỉ sợ không có khả năng cho ta tìm được. Nếu xét về trưởng khống và nghiên cứu thời không, chỉ sợ rất khó tìm được người nào trên thế gian này sánh được với ông ta vĩnh hằng thủy thần mang theo suy nghĩ đảo qua mộ viên ông ta từ chối cho ý kiến về việc trên dưới lạc tộc hy sinh chính mình hiến tế để khôi phục lạc chủ cũng không đưa ra ý kiến của bản thân bản thân ông ta là sinh linh tiên thiên sinh ra đã biết được ý nghĩa tồn tại của bản thân sẽ không vì người nào đó chuyện gì đó mà vi phạm ý chí của bản thân cho nên Ông ta không có khả năng vì những hành động này mà sinh ra suy nghĩ thương hại hay đồng tình. Hiện tại, ông ta chỉ muốn tìm được lạc chủ. Thương mang đang náo động. Dựa vào sức của một mình ông ta rất khó mà đặt chân, chứ đừng nói chi trưởng khống, giành được lợi ích cho bản thân trong đó. Có lạc chủ tương trợ, dựa vào giao tình đã từng có giữa hai người, ông ta mới có tâm lý nắm chắc giành được lợi ích vào tay. Thương mang náo động càng lớn, nước càng đục, tự nhiên sẽ thích hợp để mò cá. Những tên gia hỏa trước đây chỉ dám ẩn tàng, không dám lộ diện sẽ kìm nén không được, không có khả năng bỏ qua thời cơ tốt như thế. Vĩnh Hằng Thủy Thần cũng giống như vậy. Lạc đã từng đi theo Đại Thiên Chi Chủ, nhất định sẽ hiểu rõ tác phong làm việc của hắn. Ông ta lựa chọn bỏ trốn, chỉ sợ đã sớm dự liệu được cái gì đó. Vĩnh Hằng Thủy Thần ý thức được điều gì, sắc mặt âm tình bất định ông ta nhìn chầm chầm vào lăng mộ không có vật gì trước mặt, sau đó ông ta giống như hạ quyết tâm, bàn tay vung lên, tầng tầng cấm chế biến mất, núi đá chấn động, một cái khe lớn xuất hiện lộ ra quan tài đồng bên dưới. Quan tài đã sớm bị mở ra, còn có huyết quan quanh quẩn. Có khí tức không gian tràn ngập, khiến cho nơi đó toàn là sương mù. Nhìn cảnh tượng này, Lạc Tương Quân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị ống tay áo của Vĩnh Hằng Thủy Thần cuốn lấy, ném nàng vào trong quan tài. Ông. Nơi đó chấn động, khí tức kinh khủng tràn ngập, nhưng sau một khắc, tất cả trở nên yên ắng, thậm chí còn có gợn sóng ba động lóe lên. Quả nhiên ở đây. Vĩnh Hằng Thủy thần cười lạnh, sau đó sải bước bước vào, rất nhanh biến mất bên trong quan tài. Một khắc sau, cảnh tượng mơ hồ trước mặt ông ta trở nên rõ ràng. Một sơn cốc chim hót hoa nở, cảnh sắc tú mỹ. Hồ quang phản chiếu xuất hiện. Nước chảy róc rách từ xa, hội tụ thành một hồ nước xanh biếc. Ở nơi xa hơn còn có thể nhìn thấy thác nước màu bạc to lớn thanh thế, giống như từ cửu trọng thiên rơi xuống, khuấy lên sóng lớn vô biên, sương mù bốc hơi. Cả một mảnh thiên địa không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức đạo pháp nào. Thời gian, không gian giống như ngưng kết. Lạc Tương Quân kinh ngạc đứng nhìn nơi này. Nàng đứng cách Vĩnh Hằng Thủy Thần không xa, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng biết vĩnh hằng thủy thần cần nàng dò xét, mới một trưởng đánh nàng xuống quan tài này. Nếu bên trong có cấm chế trí mạng bột phát, chỉ sợ nàng đã chết trong nháy mắt, nổ thành một luồng huyết vụ. Sự chấn kinh hiện lên trong ánh mắt của nàng nhưng đã bị nàng áp chế lại. Đại thế mạnh hơn người, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 3586 vẫn còn sống. Ở đây không tồn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, đem bản thân hóa đạo, hòa vào một phương thế giới này, đúng là hảo thủ đoạn. Như vậy, thiên địa diệt vong ngươi không diệt vong. Chư thế mất còn ngươi vẫn trường tồn. Cho dù thương mang có sụp đổ, vạn cổ sụp đổ, ngươi vẫn siêu nhiên bên ngoài. Không hổ là ngươi. Vĩnh Hằng Thủy thần tán thưởng, đánh giá mảnh thiên địa trước mắt ánh mắt không che giấu sự sợ hãi tháng phục ban đầu ông ta cũng không nghĩ đến bên trong quan tài lại có tiết điểm thông đạo một phương thế giới khác ông ta chỉ cẩn thận liên tưởng đến lạc trước đây việc lạc đã từng đi theo đại thiên chi chủ từ đó giúp cho vĩnh hằng thủy thần tìm được điểm mấu chốt trong nháy mắt ông ta để lạc tương quân vào trong quan tài ông ta đã xác định đằng sau quan tài nhất định có ẩn tình quả nhiên bây giờ nhìn thấy bên trong mảnh thiên địa này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức đạo pháp quy tắc lưu chuyển, thậm chí còn không tồn tại bất kỳ thời không nào. Quá khứ, tương lai, hiện tại đều khó mà tìm được cái bóng dấu vết của nó. Cho dù là những thủ đoạn thông thiên, nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất cũng đừng hòng dò được chân thân của lạc. Thủ đoạn này so với việc ông ta giả chết còn cao minh hơn nhiều. Ai có thể ngờ, cho đến nay, viễn tổ lạc tộc vẫn ẩn núp trong lăng mộ cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất thật ra cũng là chỗ an toàn nhất khi vĩnh hằng thủy thần lên tiếng thiên địa rung chuyển ầm ầm tựa như kinh lôi cuồn cuộn bầu trời đang sáng sủa không mây chợt có gợn sóng mơ hồ khuếch tán biến thành một gương mặt của người mặt người này vô cùng lớn che khuất cả một bầu trời không đúng chính xác mà nói bầu trời này chính là mặt người khi bị mặt người nhìn chăm chú Lạc Tương Quân cảm nhận được huyết mạch bị áp chế kinh khủng, cả người nhìn không được muốn dập đầu quỳ lại. Là ngươi sao? Hằng. Một lát sau, một âm thanh đáng sợ vang lên trong thế giới này. Lạc Tương Quân lại càng không chịu nổi uy áp của âm thanh đó. Huyết lệ chảy xuống gương mặt xinh đẹp, không ngừng ho ra máu, cả người bị ép xuống mặt đất khó mà động đậy. Ngay cả áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, chật vật vô cùng. A. À, hậu nhân của ta. Âm thanh này dường như chú ý đến sự tồn tại của Lạc Tương Quân, vi áp bàn bạc từ từ tiêu tán. Lúc này, Lạc Tương Quân mới cảm thấy dễ chịu một chút nhưng ánh mắt vẫn khó nén được sự kinh hãi. Đây chính là khí tức của viễn tổ. Cho dù chỉ là một sợi cũng đủ khiến cho tu vi đạo cảnh như nàng bị giết vô số lần. Nhân vật như vậy lại cam tâm tình nguyện đi theo đại thiên chi chủ. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Vĩnh Hằng Thủy Thần cười nhạt. Không bị luồng uy áp đó quấy nhiễu. Quả nhiên cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được nơi này. Hư không vẫn ầm ầm như cũ. Một khắc sau, mây trắng ngưng tụ, dãy núi rung rẩy, tất cả dòng sông thác nước đảo lưu, giống như huyết dịch dũng mãnh từ trên cao lao xuống, biến thành một trường bào màu bạc. Một nam nhân tóc bạc anh tuấn lạnh lùng xuất hiện. Giữa mi tâm của ông ta có một vết trạng màu bạc dựng thẳng, con ngươi cũng là màu bạc, thần quan trạng rỡ. Đây chính là viễn tổ lạc chủ của lạc tộc, là sinh linh tiên thiên giống như vĩnh hằng thủy thần. Ngươi đến đây tìm ta, có vẻ như ngươi đang gặp phiền phức. Lạc chủ rơi xuống trước người vĩnh hằng thủy thần, đưa mắt nhìn ông ta, giọng điệu bình thản. Cái gì cũng không gạt được ngươi. Ngươi có biết thế cục của thương mang bây giờ không? Vĩnh hằng thủy thần mỉm cười hỏi, giọng điệu khó nén được sự cảm khái và vui sướng. Trong Thương Mang bây giờ, không có chuyện gì khiến cho ông ta vui bằng chuyện gặp lại lão bằng hữu. Sau khi thời đại Tiên Thiên kết thúc, Thương Mang được sinh ra, sinh linh tiên thiên như bọn họ chết thì chết. Trốn thì trốn, tránh thì tránh, bị bắt thì bị bắt, chỉ còn rải rác vài người còn sống. Cảnh ngộ của ông ta hoàn toàn khác với Lạc Chủ. Ông ta ẩn núp khắp nơi, từng chém đứt tiên thiên căn cơ, sau đó tái tạo hậu thiên chi thân lo lắng sẽ bị phát giác vết tích tiên thiên của mình. Sinh linh khác đều hận không thể nghịch phản tiên thiên, tạo thành căn cơ tiên thiên hoàng mỹ, chỉ có tồn tại như bọn họ mới ngược lại. Ban đầu, lạc chủ cũng có lựa chọn giống như ông ta. Chỉ là về sau ông ta xuất thế, đi theo đại thiên chi chủ. Thời điểm đó, ông ta vẫn lựa chọn ẩn nút, tránh né ở thương mang, quan sát chân thực chi địa mặc dù tồn tại tam tôn vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng vĩ lực khó lường, biến thành chân tổ chi nhãn, thay mặt trưởng khống thiên đạo, lang thang chư thế, xóa hết dị loại. Sau khi thời đại tiên thiên kết thúc, thiên đạo mới được dựng dục, nhưng sinh linh thời đại tiên thiên như bọn họ lại bị thiên đạo mới coi là dị loại. Đương nhiên, bọn họ không biết rằng thiên đạo mới xuất hiện sau thời đại tiên thiên là do ý chí của tam tôn biến thành hay là ý thức do chính thiên địa sinh ra trong thời đại tiên thiên, thiên địa chưa từng sinh ra, không có khái niệm thiên đạo. Tất cả tộc đàn sinh linh đều tuân theo ý nghĩa và bản năng mà làm việc. Nếu nói là có, hẳn là đại đạo, đại đạo đồng quy, diễn hóa vạn vật. Khái niệm thiên đạo chỉ xuất hiện vào thời đại hậu thiên. Chương 3587 Trong mắt thần tất cả chỉ là sâu kiến. Thế cục thương mang. Lạc chủ cao mày, sau đó ánh mắt hơi nheo lại, giống như muốn nhìn rõ cái gì đó. Một lát sau, ông ta mở mắt, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là nét mặt trở nên ngưng trọng. Ngươi dự định ra tay sao? Ông ta nhìn Vĩnh Hằng Thủy Thần. Vĩnh Hằng Thủy Thần gật đầu, tất nhiên rồi, ta ẩn núp lâu như vậy còn không phải vì tương lai một ngày kia sao? Một ngày có thể tái hiện huy hoàng của thời đại Tiên Thiên. Đó là thời đại thuộc về chúng ta nó không thể nào bị chôn cất bên trong dòng sông thời gian được lạc chủ nhìn lão bằng hữu của mình thở dài một tiếng mặc dù đã vô số năm không gặp nhưng đối phương vẫn không hề thay đổi thời đại tiên thiên đã sớm kết thúc rồi bất kể thế nào cho dù quay về thái cổ tái diễn hỗn độn chúng ta cũng không thể quay về được như trước kia giọng nói của ông ta trầm xuống chỉ cần bản nguyên chi giới tồn tại một ngày Thương mang không có khả năng xuất hiện thời đại tiên thiên. Thời đại tiên thiên mà ngươi mong muốn quay về chỉ là thời đại tiên thiên hư giả. Thời đại tiên thiên sở dĩ được gọi là thời đại tiên thiên bởi vì lúc đó không có khái niệm thiên. Sinh sinh chỉ tuân theo bản năng mà làm việc, không bị quy củ quản thúc. Trên thực tế, theo sự tiến hóa và phát triển của xu hướng chung, hậu thế cũng sẽ sinh ra trời thời đại tiên thiên và thời đại hậu thiên đều là một loại thuận theo đại thế đại đạo không có gì khác nhau nhưng trong đại thế đó tam tổ xuất hiện đánh nát đại đạo hủy đi đại thế ý niệm của thần phải gánh chịu cái gọi là thiên đối với những tồn tại như bọn họ mà nói thời đại hậu thiên bây giờ chỉ được gọi là thời đại ngụy thiên thời đại ngụy thiên vĩnh hằng thủy thần im lặng một lát khí tức đáng sợ cuộn trào trong ánh mắt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại ông ta bất lực nói ngươi nói tồn tại tam tôn rốt cuộc có lai lịch gì vì sao ngay cả thiên đạo chân chính cũng phải bó tay đối với dị số bên ngoài thiên đạo hay nó là một sự tồn tại gắn liền với việc chiếm cứ thiên đạo tóm lại chúng không phải là sinh linh tiên thiên như bọn họ lúc trước là sinh linh dưng dục ra từ hỗn độn ở một phương thế giới vũ trụ này sự tồn tại của tam tổ không thể khám phá không thể tìm tòi càng không cách nào ngược dòng tìm hiểu Thôi diễn. Sắc mặt Lạc chủ thay đổi. Ông ta ngẩng đầu nhìn thế giới của mình. Không nhìn thấy cảnh tượng ba động xuất hiện, lúc này ông ta mới thấp giọng nói, nói một cách cẩn thận, "Thiên có thiên nhãn, thiên có thiên nhĩ." Chư thế mênh mông, hoàng vũ ngàn vạn cũng khó mà thoát khỏi bị nghe lén. "Ngươi nên giữ những lời này trong lòng, phong bế ngũ giác. Ngươi vẫn cẩn thận như ngày nào." Vĩnh Hằng Thủy thần cười nói, "Bây giờ thương mang bên ngoài, ngay cả phạt thiên minh cũng đã xuất hiện, ngươi cần gì phải lo lắng những lời này bị phát hiện chứ? Hiện tại không giống như ngày xưa. Ta hoài nghi thần đã sớm không còn chú ý đến thương mang. Ngươi càng cẩn thận lại càng nhát gan, càng không dám hành động. Lạc mà ta quen biết không phải như vậy. Lạc chủ lắc đầu nói, ngươi không hiểu đâu. Ngươi hoàn toàn không biết sự kinh khủng của thần. sau kiến cắn ngươi một cái, có lẽ ngươi ngay cả cảm giác đau đớn cũng không thấy. Toàn bộ thương mang trong mắt của thần chỉ là sâu kiến. Sâu kiến có mạnh đến đâu cũng chỉ là sâu kiến, một cước có thể dẫm chết. Ngươi quá bi quan rồi. Nếu quả thật như vậy, vì sao trong trận khai thiên hạo kiếp vẫn có nhiều con cá lọc lưới còn sống sót như thế? Vĩnh Hằng Thủy Thần cảm thấy lạc chủ ẩn núp quá lâu, đã ma diệt tất cả phong mang và ý chí, vì thế ông ta mới bi quan như vậy. Vận thế chính là như vậy, một tay của ngươi bóp chết một đám sâu kiến, ngẫu nhiên có vài con rơi xuống giữa ngón tay, ngươi có để ý không? Lạc chủ thản nhiên nói. Sâu kiến thì thế nào? Kiến nhiều cắn chết voi. Vĩnh Hằng Thủy Thần Kinh thường nói. Lạc chủ nghe xong, cũng không tranh luận với ông ta nữa. Lý niệm của hai người khác biệt, cho nên lúc trước mới có chuyện mỗi người đi mỗi ngã. Vĩnh Hằng Thủy Thần im lặng một hồi, chợt nghĩ đến điều gì đó lập tức hỏi ngươi từng đi theo đại thiên chi chủ hắn có lai lịch như thế nào chân thân của hắn có phải ở cùng một chỗ với ba vị chân tổ ở chân thực chi địa hay không đây là vấn đề mà ông ta muốn hỏi nhất khi tìm kiếm lạc chủ thế cục thương mang nhìn thì dường như chỉ có phạt thiên minh chính nhất minh và tộc đàn hắc ám nhưng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đằng sau trong lúc mơ hồ ông ta thậm chí có cảm giác có một tấm lưới lớn đang rơi xuống chủ nhân đằng sau có thể thu lưới bắt bọn họ bất cứ lúc nào cảm giác tim đập nhanh này khiến cho ông ta cảm thấy bất an cho nên ông ta mới nghĩ đến việc tìm kiếm lão bằng hữu ngày xưa lạc chủ nhìn ông ta vẫn lắc đầu như cũ đại thiên chi chủ cường đại vượt xa sự tưởng tượng của thế nhân tuy nhiên cho dù hắn mạnh vẫn khó mà chạm đến chân thực chi địa chân thực chi địa không bao giờ bị các lực lượng ở thương mang chạm vào đây là chuyện không bao giờ làm được ta không biết hắn có lai lịch gì có lẽ là dị số cũng có lẽ giống như chúng ta là sinh linh đã từng sinh sống trong hỗn độn cũng có thể là thủ bút của một nhân vật nào đó trong thời đại thiên thiên thậm chí là áo lót nhưng hắn thật sự rất mạnh mạnh đến mức từ lúc thời đại hậu thiên được tạo ra cho đến nay gần như khó tìm được người nào ngang ngửa với hắn. Lúc đó ta chọn đi theo hắn thật ra cũng là vì nghĩ đến hắn có thể làm được chuyện mà chúng ta không làm được hay không. Chương 3588 Bị gài bẫy Trước khai thiên, một mảnh hỗn độn. Ngay cả bọn họ cũng không rõ có biết bao nhiêu tộc đàn sinh linh thai ngén bên trong. Giống như thời đại quá khứ từng lưu lại một nhân vật nổi bật, nhiều ít cũng có liên quan đến thời đại khai thiên, có thể là hóa thân của một tồn tại nào đó, cũng có thể chỉ là áo lót của người đó mà thôi. Sau khai thiên cũng chính là thương mang được sinh ra, được gọi là hậu thiên, thời đại ngụy thiên cũng xuất hiện. Nhân vật cường đại xuất hiện mở ra một thời đại mới, đi đến lĩnh vực lộ tận, ít nhiều cũng đều là hậu duệ của những nhân vật thời đại khai thiên. Ví dụ như mộng chủ đã từng khai sáng ra thời đại mộng tận, khiến chư thế thương mang rơi vào ác mộng vô tận, hư ảo tương sinh, hoặc như lai Phật chủ thành lập hệ thống Phật đạo, trục xuất vạn Pháp, độc tôn Phật thuật, hay là tam thanh đạo chủ cưỡi thanh ngưu, tử khí lan tràn chư thiên giới, mở ra thập đại đạo gia chân phủ, lưu lại truyền thừa đạo Pháp, hoặc đại la đạo chủ sáng tạo ra kê tiên giới, diễn dịch đại la Pháp, môn hạ khắp chư thế, hoặc tiền hành giả của thần đạo văn. Minh Sau khi thương mang được sinh ra, vào một thời kỳ nào đó sẽ xuất hiện một số nhân vật nổi bật, phát huy thanh thế của thời đại đó vô cùng lớn những nhân vật này có một số thuận theo thời thế mà sinh ra tuân theo số phận trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm vừa mới sinh ra đã cuốn lên phong vân vô biên nhanh chóng leo lên đỉnh phong bởi vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn cuối cùng bọn họ tiêu vong hoặc nửa đường chết đi rất ít người có thể kết thúc một cách yên lành đương nhiên cũng có một số người đột nhiên biến mất không thấy đâu đây đích thật là thủ bút, bố cục của một số tồn tại thời đại tiên thiên ẩn tàng cực sâu. Từng có một khoảng thời gian trong quá khứ, Lạc chủ đã từng chỉ rõ con đường cho hậu nhân, lưu lại truyền thừa, cơ duyên. Nhưng về sau ông ta phát hiện, làm như vậy thật ra chỉ là hạt cát trong sa mạc, cho nên ông ta đã dần dần từ bỏ. Thương mang từ lúc sinh ra cho đến nay, tồn tại thời gian quá lâu, lâu đến mức không có ai có thể đếm được. Trăm tỷ vũ trụ thời không vô tận bao gồm tiểu thế giới không gian hư vô không biết vĩ độ nhân vật ẩn núp bên trong hư không không rõ thật ra cũng không ít thời đại hắc họa so với những thời đại khác mà nói chỉ càng thêm hắc ám tuyệt vọng mà thôi ảnh hưởng lưu lại ngày nay vẫn còn rất lớn không giống như một số thời đại bị mai táng trong dòng sông thời gian bị người ta quên lãng quyền lực của đại thiên không giống sinh linh hậu thế vĩnh hằng thủy thần thở dài vậy ngươi cảm thấy thời đại hắc họa tiêu vong và đại thiên chi chủ bị phong ấn rốt cuộc là do thiên ý do người làm hay chỉ là một vụ âm mưu tính toán lạc chủ im lặng suy nghĩ thật ra cho đến tận hôm nay ông ta cũng không biết rõ trận đại chiến đó là do người hay là do thiên ý nữa văn minh chí bảo đời thứ nhất xuất hiện đích thật nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người nếu nói là do thiên ý can thiệp đại thiên chi chủ cũng không bị phong ấn đơn giản như vậy ông ta ngược lại càng tin tưởng đây chẳng qua chỉ là một sự cố tình tính toán thiên chúng vẫn luôn tin tưởng vững chắc tương lai một ngày nào đó đại thiên chi chủ sẽ một lần nữa phá vỡ phong ấn thức tỉnh trở về người đến nơi này thật ra chỉ muốn hỏi ta đại thiên chi chủ và minh chủ phạt thiên minh có phải cùng một người hay không lạc chủ nhìn vĩnh hằng thủy thần nước của thương mang bị hắn quấy đến đục không chịu nổi thành ra rất nhiều người đã phải lộ diện vĩnh hằng thủy thần gật đầu giống như lạc chủ vĩnh hằng thủy thần lựa chọn giả chết để tránh né nhân vật che giấu khí tức nhân quả của bản thân như bọn họ tuyệt đối không phải con số ít còn có một số thậm chí còn mưu đồ đại cục ẩn núp tích lũy chờ đợi cái ngày cầm vũ khí nổi dậy kết quả bởi vì phạt thiên minh xuất hiện có xu hướng muốn lật tung thương mang bức bách mọi người phải xuất hiện vĩnh hằng thủy thần tất nhiên không quan tâm mục đích của ông ta không giống những người khác ông ta chỉ vì bản thân không màng cái khác nước thương mang càng đục lại càng có lợi cho ông ta vừa rồi ta còn không rõ lắm nhưng sau khi nhìn thấy nàng ta ta đã hiểu lạc chủ bỗng nhiên nhìn lạc tương quân đằng sau vĩnh hằng thủy thần con ngươi trắng lóa hiện lên sự âm trầm mặc dù lạc tương quân không cố ý lắng nghe hai người nói chuyện nhưng bọn họ không kiên kỵ không né tránh nàng nàng khó tránh khỏi nghe được một vài thứ nhưng vào lúc này nàng không biết phải làm sao chỉ biết kinh ngạc và mờ mịt đối mặt với ánh mắt của viễn tổ nàng cảm thấy huyết dịch cả người như muốn đông cứng cổ họng ngai ngái sắc mặt cũng tái nhợt theo lạc ý của ngươi là gì vĩnh hằng thủy thần kinh ngạc có chút ngoài ý muốn lạc tương quân là hậu nhân của lạc chủ cũng nhờ nàng mà ông ta mới có thể tìm được chỗ này trên người nàng có lưu tọa độ. Sắc mặt lạc chủ trầm xuống. Bây giờ, khi ông ta nhìn kỹ người lạc tương quân, ông ta mới phát hiện được điểm lạ thường. Vừa rồi, ông ta chỉ coi nàng là huyết mạch hậu nhân của mình, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Bạn cũ trùng phùng, khó tránh khỏi thả lỏng đề phòng nhưng không nghĩ đến đã bị gài bẫy. Chương 3589 Viễn tổ bị bắt. Ngươi nói vậy là có ý gì? có lưu tọa độ. Tại sao ta lại không biết? Vĩnh Hằng Thủy Thần cũng biến sắc, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Ông ta nhìn lạc tương quân, kim quang lưu chuyển trong con ngươi, bỗng nhiên sát ý tản ra bốn phía. Phốc! Lạc tương quân đối mặt với bi áp của hai tồn tại kinh khủng. Cho dù nàng là tồn tại đã vượt qua sáu lần thiên suy kiếp, nàng cũng cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung, miệng ngòn ngọt, ngọt phun ra một nguồn máu tươi trong lúc nàng cảm thấy mờ mịt, Ngọc Quyết chỗ sâu trong tay áo của nàng rung lên, sau đó vỡ ra. Một luồng thanh quan bao phủ nàng lại. Đây là... Bản thân Lạc Tương Quân cũng chấn động. Mặc dù luồng thanh quan này nhìn rất yếu nhưng lại có thể hóa giải áp bách kinh khủng. Thậm chí còn có thể bảo vệ nàng một khoảng thời gian. Nàng vội vàng lấy ra Ngọc Quyết, sau đó ngẩn người hình ảnh trong đầu nàng dừng lại vào lúc nàng đồng ý cố trường ca thu hồi vĩnh hằng bí tản khi còn ở tiên linh văn minh về sau nàng không cách nào phá mở cấm chế nàng đã quay về tìm cố trường ca lúc đó cố trường ca cũng không hoài nghi nàng tùy ý ném cho nàng một số đồ vật nói với nàng nếu mở không ra thì có thể sử dụng chúng lúc đó lạc tương quân chẳng qua chỉ cảm thấy hắn dường như có thâm ý khác nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều ai có thể ngờ hôm nay, vào lúc này, nàng đã sử dụng chúng ở đây. Nhân quả chi lực rốt cuộc là bị nhiễm phải lúc nào hay bị người lưu lại. Vĩnh Hằng Thủy thần biến sắc, chấn động và ngoài ý muốn. Ông ta hoàn toàn không ngờ đến trên người Lạc Tương Quân có lưu lại tọa độ nhân quả. Là bị người ta lưu lại từ lúc nào? Từ lúc ông ta sống bên cạnh Lạc Tương Quân cho đến khi tìm được Vĩnh Hằng thần tộc cũng không thấy nàng bị người khác động tay động chân. Nếu có, ông ta tuyệt đối có thể phát hiện được. Chẳng lẽ Lạc Tương Quân đã bị người ta động tay trước khi tiến về bí tàng mà ông ta lưu lại? Một luồng hơi lạnh đột nhiên quét sạch toàn thân Vĩnh Hằng Thủy Thần. Ông ta đã đoán ra được là ai lưu lại, thậm chí vừa rồi ông ta còn nhắc đến người đó với Lạc chủ. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải rời đi thôi. Sắc mặt Lạc chủ vô cùng khó coi, không chút do dự sau đó quay người muốn thoát khỏi nơi này cả một mảnh thiên địa đột nhiên tối xuống giống như muốn bốc ra thiên địa này chính là chân thân của ông ta ông ta tất nhiên phải mang đi rồi vất vả lắm mới có con cá mắt câu làm sao cho phép các ngươi đào tẩu chứ trên chiến thuyền cổ tiến đến phiêu miễu thánh vực cố trường ca ngồi xếp bằng bên trong đình viện ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đạm mạc trong nháy mắt tọa độ nhân quả hiển hóa hắn đã vươn ra một bàn tay xuyên thủng thời không vô tận trước mắt tránh thoát hết thảy quy tắc trói buộc chọc về phía tộc địa lạc tộc là ai bên trong tộc địa lạc tộc chúng tinh run rẩy mặt đất rạn nứt sức mạnh kinh khủng giống như từ thiên khung ép xuống tất cả tộc nhân đều cảm thấy hoảng sợ chỉ thấy một đại thủ đột nhiên nhô ra từ hư không vô tận thế đại lực trầm phá hủy hết thảy dãy núi trước mắt nổ tung có người tức giận xông tới nhưng còn chưa tiếp xúc đã hóa thành bột mịn giữa không trung. Trong đó thậm chí còn có mấy tộc nhân cổ lão đã vượt qua sáu lần thiên suy kiếp vọt đến. Kết quả vẫn vô dụng, bị bàn tay lớn kia bóp chặt biến thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn khí tức tinh hồn bản nguyên lưu lại. Đây là Đại trưởng lão lạc tộc vô cùng kinh sợ, không dám tin. Thân là tồn tại tổ đạo cảnh đã vượt qua 8 lần thiên suy kiếp, nhưng lúc này ông ta lại có cảm giác giống như một phàm nhân đối mặt với thần minh. Hàng ý kinh khủng quét sạch toàn thân khiến cho ông ta không dám động đậy. Toàn bộ thế ngoại chi địa không ngừng sụp đổ tan rã khi đại thủ này rơi xuống. Lăng mộ phía sau núi lại càng chấn động. Tất cả tộc nhân lạc tộc tuyệt vọng vô cùng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đại thủ kia dò xuống nơi đó. Tất cả trận văn, cấm chế lưu lại đều bị ma diệt, tan rã núi đá đằng sau nứt ra, một nửa quan tài lộ ra ngoài. Bên trong có năng lượng kinh khủng trút xuống. Một mảnh sương mù hỗn độn mông lung, giống như có tồn tại nào đó muốn xông ra ngoài nhưng bị đại thủ kia tóm lấy, không thể động đậy. Đây là khí tức của viễn tổ. Tất cả tộc nhân lạc tộc đều sợ ngây người, không dám tin vào mắt mình. Thiên khung mơ hồ, toàn bộ thế ngoại bị áp chế đến vỡ vụn. Khi đại thủ rút đi, khí tức kinh khủng kia mới dần dần tiêu tán tất cả tộc nhân lạc tộc ngơ ngác nhìn lăng mộ phía sau núi đổ sụp mộ bia viễn tổ đã sớm nổ tung bên trong không còn vật gì ngay cả quan tài cũng bị mang đi chẳng lẽ viễn tổ chưa chết nhưng tại sao viễn tổ vô địch lại bị người ta bắt đi như thế vừa rồi rốt cuộc là cái gì tộc địa lạc tộc tất cả mọi người đều rối loạn cực kỳ kinh hãi qua một thời gian rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chương 3590 Không dám nhìn thẳng Trên không phiêu miểu thánh vực, chúng tinh run rẩy, từng chiến thuyền cổ ù ù bay qua. Nhanh chóng đuổi tới khu vực trung tâm. Đại kỳ phạt thiên minh đón gió bay phấp phới, mang theo khí tức mênh mông vô ngần truyền khắp tinh vực vũ trụ các nơi. Người của phạt thiên minh đến. Rất nhiều người tu hành và sinh linh chú ý đến cảnh tượng này đều kinh hô lên. Cũng không biết lần này Phạt Thiên Minh phái ai đến nữa. Tuy nhiên, Phạt Thiên Minh đến, tảng đá trong lòng mọi người rốt cuộc cũng rơi xuống. Rất nhiều nhân vật cổ lão từ trong các tòa cung điện lầu các đứng dậy, ánh mắt nhìn sang, trong lòng chấn động. Bắt đầu suy nghĩ. Các nơi ở phiêu miễu phong cũng có sinh linh cổ lão nghe được truyền âm, ánh mắt lộ vẻ chấn động đến thật rồi sao? Một đám cao tầng chính nhất minh đều cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không ít người mắc lộ dị sắc, ngược lại muốn biết ngày tiên đạo minh được thành lập, phạt thiên minh bỗng nhiên đến, không biết bọn họ có dụng ý gì hay không? Phạt thiên minh muốn nhờ vào đó thị uy hay là không thèm để ý đến? Các đại gia tộc của phiêu miễu thánh vực cũng nhận được tin tức. Sau khi chấn kinh, ai nấy đều vô cùng vui vẻ, thở vào một hơi chỉ cần phạt thiên minh không ra tay ngăn cản tiên đạo minh thành lập đối với bọn họ mà nói chính là tin tức tốt nhất chứ đừng nói chi phạt thiên minh còn điều động người đến xét từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói điều này tương đương với việc bọn họ tán đồng tiên đạo minh thành lập mau theo chúng ta nên đón khách quý phạt thiên minh các nhân vật cổ lão của các đại gia tộc không cảm thấy phạt thiên minh đến sát giờ như vậy là bất lịch sự tất cả đều mừng rỡ vội vàng đứng dậy dẫn theo nhiều tộc nhân tiến về phiêu miễu thánh thành để nghênh đón lạc cô nương đã lâu không gặp trên một chiếc thuyền cổ lão của phạt thiên minh cố trường ca nhìn quan tài vắt ngang đằng trước đồng thời còn bị vỡ vụn sau đó hắn thu hồi ánh mắt quay sang nhìn trước mặt lạc tương quân lạc chủ và vĩnh hằng thủy thần đều đứng im tại chỗ nhất là hai người đằng sau động cũng không thể động giống như bị giam cầm ngay tại chỗ ngay cả giao lưu ý niệm cũng làm không được. Chỉ có thể dùng mắt nhìn nhau, còn có rúng động và hồi hộp. Lạc tương quân hơi ngẩn ra, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong sự chấn động vừa nãy. Thật lâu sau, nghe cố trường ca nói, ánh mắt của nàng mới hiện lên sự phức tạp, lạc tương quân sinh ra mắt minh chủ. Nàng không ngờ cố trường ca lưu cái gọi là tọa độ nhân quả trên người của nàng trước kia. Chẳng lẽ nàng có liên quan đến một số tồn tại nào sao? lúc đó nàng không nghĩ đến cảnh tượng của ngày hôm nay đối với nàng mà nói nó giống như thần thoại mộng huyễn không thể tin được cố trường ca gật đầu không tiếp tục để ý đến nàng nữa khi lạc chủ và vĩnh hằng thủy thần vừa mới gặp lạc tương quân hắn đã nhận ra khí tức và huyết mạch trong cơ thể nàng dị động ngay cả vĩnh hằng thủy thần cũng chú ý làm sao hắn không thể phát hiện được chứ cũng chính vì vậy hắn mới dự định để lạc tương quân trở thành mồi câu xem có thể câu ra lạc chủ sau lưng nàng hay không bác bộ chúng đại thiên ngoại trừ thiên suy chúng đã phản bội hắn thiếu âm chúng thiên dương chúng còn có kiếm tộc chúc u diêm hồn vô tướng lạc tộc đều không có lộ diện lạc ngươi dự định phản bội ta sao hắn không quan tâm gương mặt tái nhật của vĩnh hằng thủy thần chỉ nhìn lạc chủ giọng điệu tùy ý từ tộc địa lạc tộc đến phiêu miễu thánh thành cách nhau không biết bao nhiêu thời không nhưng chỉ trong chớp mắt hai người đã bị bắt đến đây thủ đoạn này khiến cho vĩnh hằng thủy thần vừa kinh hãi lại vừa sợ hãi rốt cuộc hắn mạnh đến trình độ như thế nào hắn ra tay không chút cố kỵ hắn không lo lắng bị phát hiện sao cho đến lúc này khi ông ta tận mắt nhìn thấy cố trường ca ông ta mới khẳng định suy đoán trước đó của mình Đại thiên chi chủ và Phạt Thiên Minh Minh chủ là cùng một người. Không. Không dám. Lạc thần không bình tĩnh bằng Vĩnh Hằng Thủy thần. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến vài năm sau, ông ta sẽ dùng phương thức như vậy trùng phùng với Cố Trường Ca. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thủy thần yêu cầu Lạc Tương Quân đưa đến tộc địa Lạc tộc, địa vực của ông ta hẳn còn có thể tiếp tục che giấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Cố Trường Ca đã sớm gian xuống mồi câu như thế? chỉ đợi ông ta mắc câu. Lạc chủ cẩn thận cả một đời, nhưng vạn lần không ngờ ông ta lại có một ngày như vậy. Tuy nhiên, lần này ông ta đối mặt chính là Cố Trường Ca. Tâm trạng kinh hãi dần dần bình phục lại. "Nếu đã không dám, vì sao ngươi không đến gặp ta?" Cố Trường Ca thản nhiên nói. Trong lòng Lạc chủ rung lên, tê cả da đầu, vội vàng trả lời, "Ta không biết chủ thượng đã khôi phục." Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, Vậy bây giờ ngươi đã biết rồi chứ? Đây là lúc dùng người, hắn không thể ra tay với Lạc chủ. Hắn cũng không sợ bị người ta phản bội, càng không để ý đến những tính toán nhỏ nhặt của đám người Lạc chủ. Trong lòng Lạc chủ càng thêm run rẩy. Mạnh như ông ta cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Cố Trường Ca. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 3591. Tin tức rung động vĩnh hằng thủy thần ở bên cạnh đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong nhưng thực lực so với lạc chủ vẫn còn chênh nhau một mảng lớn lúc này trong lòng ông ta vừa khuất nhục vừa không cam lòng lại cảm thấy bất lực cùng là sinh linh thời đại tiên thiên cố trường ca hoàn toàn không để ông ta vào mắt thậm chí ngay cả ý định nói chuyện với ông ta cũng không hoàn toàn xem như không nhìn thấy ông ta nhưng vĩnh hằng thủy thần không thể không chấp nhận những thứ này Cố Trường Ca đích thật mạnh hơn ông ta nhiều. Ít nhất, xét theo tình huống bây giờ, hắn chính là tồn tại lộ tận duy nhất. Về phần hắn có tiến thêm một bước, tiến vào phá toái vô thượng hay không, vậy thì không thể nào biết được. Điều duy nhất mà Vĩnh Hằng Thủy Thần có thể xác định chính là, ngoại trừ những tồn tại lộ tận khác xuất thế, nếu không, dựa vào thương mang bây giờ, hoàn toàn không còn tồn tại nào có thể địch lại được Cố Trường Ca sự cường đại của cố trường ca thậm chí còn nằm ở chỗ hắn không cần nhìn thẳng tồn tại ở chân thực chi địa cái gì cũng không cần cố kỵ phạt thiên minh xuất hiện dẫn đến sóng lớn ngập trời ở phiêu miễu thánh vực bên ngoài phiêu miễu thánh thành người của tứ đại gia tộc nhận được tin tức đã phái người chạy đến chờ tuy nhiên những chiến thuyền cổ đáp xuống cũng không lựa chọn nội thành mà đi thẳng đến khu vực phiêu miễu phong thanh thế vô cùng to lớn lần này một đám cao tầng của Phạt Thiên Minh đều ở bên ngoài viện lạc chờ cố trường ca. Đám người bạch cốt tổ vương, yêu yêu và khương vị ương cũng có mặt bên trong. Một lát sau, cố trường ca bước ra, nhưng sau lưng hắn có thêm ba người nữa. Minh chủ. Một đám cao tầng Phạt Thiên Minh đều sửng sốt, nghi ngờ nhìn ba người. Ngoại trừ lạc tương quân, bọn họ nhìn không thấu tu vi của hai người còn lại, nhất là nam nhân mặc trường bào màu bạc lại càng có cảm giác thời không bị cắt đứt giống như ông ta không ở vĩ độ này đi thôi cố trường ca không giải thích lai lịch của đám người vĩnh hằng thủy thần và lạc chủ một đám cao tầng của phạt thiên minh cũng thức thời không hỏi nhiều trên quảng trường rộng lớn của phiêu miểu phong từng chiến thuyền cổ lăng không đáp xuống hư không kêu ầm ầm khí tức hạo đảng truyền ra khiến cho sinh linh và người tu hành chung quanh phải biến sắc giật mình mặc dù bọn họ đã sớm biết phạt thiên minh cường thế nhưng bọn họ không ngờ phạt thiên minh làm như không thấy quy tắc của phiêu miễu thánh vực trực tiếp đáp xuống nơi này bên trong các ngọn núi thần đảo rất nhiều khách quý chạy đến đều rúng động nhưng lúc này bầu không khí rất vắng lặng không còn náo động như trước đó phạt thiên minh đến về tình về lý chúng ta nên đi gặp một lần tránh cho bên ngoài nói chính nhất minh ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hừ một đám cao tầng chính nhất minh dưới sự dẫn đầu của phó minh chủ triệu thiên tề chạy đến chỗ chiến thuyền cổ của phạt thiên minh đáp xuống rất nhiều người vẫn còn mang theo địch ý và bất mãn với phạt thiên minh như cũ sau khi hai bên ngưng chiến đây là lần đầu tiên cao tầng hai bên gặp mặt rất nhiều nhân vật đại diện của đạo thống chân giới đều mang tâm sự khác nhau ánh mắt lộ dị sắc nhìn cảnh tượng trước mặt nhất thời biển người mãnh liệt đỉnh núi các nơi trên thần đảo đều có lưu quan thần hồng xẹt qua. Từng bóng người nhanh chóng chạy đến chỗ chiến thuyền cổ của Phạt Thiên Minh dừng lại. Đỉnh phiêu miễu phong, bên trong một gian nhà tranh đơn sơ, phiêu miễu thánh tổ đang ngồi xếp bằng. Lúc này, dường như ông cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía đám cao tầng Phạt Thiên Minh. Sao lại như thế? Một khắc sau, tâm của ông ta chấn động không có quá nhiều do dự, thân hình nhoán một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Xin chào Thánh Tổ. Bên trong cung điện đại khách do tiên đạo Minh thành lập, rất nhiều trưởng lão phiêu miểu tông phụ trách tiếp đại khách quý nhìn thấy một nam nhân trung niên nho nhã xuất hiện, ai nấy đều giật mình, sau đó cung kính hành lễ. Một đám khách quý ở đây còn chưa hiểu cho lắm nhưng rất nhanh có người kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn nam nhân trung niên. Thánh tổ của phiêu miểu thánh vực đích thân xuất hiện một trận bạo động nho nhỏ lập tức xuất hiện bên trong đại điện đại khách. Lão ẩu cầm quải trượng cũng có mặt trong điện. Bà chấn động không khác gì người khác, không hiểu nhìn phiêu miểu thánh tổ. Vì sao thánh tổ lại đích thân xuất hiện như vậy? Đúng là ngoài dự đoán. Ta vốn cho rằng Phạt Thiên Minh không quá coi trọng việc này. Bọn họ không ra tay ngăn cản đã là chuyện tốt lắm rồi. Phiêu miểu thánh tổ đứng đó, gương mặt ông ta tuấn lãng, hai bên tóc mai bạc trắng, con ngươi sâu thẳm. Ông ta mặc một trường bào gấm hoa, bên hông đeo ngọc bảo màu đỏ, khí chất mông lung, nhưng lúc này sắc mặt của ông cực kỳ căng thẳng. Thậm chí là do dự. Bộ phạt thiên minh có người nổi tiếng đến sao? Tần thánh tổ đích thân tiếp kiến. Lão ẩu chấn động. Chỉ sợ hôm nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Phiêu miễu thánh tổ cao mày, cũng không do dự bao lâu, bước thẳng ra ngoài đại điện đến quảng trường rộng lớn từ một nơi sâu xa hắn có một cảm giác không thích hợp là loại tồn tại giống như ông ta cảm giác sẽ không sai vì sao trước đó ông ta không cảm giác được nhưng đám người phạt thiên minh đến ông ta mới nhận thấy chẳng lẽ có tồn tại nào che đậy cảm giác của ông ta sao hơn nữa mấy luồng khí tức vừa rồi nếu ông ta không có đoán sai một người trong đó hẳn là minh chủ phạt thiên minh hắn rời khỏi phạt thiên minh từ lúc nào, lại còn đích thân xuất hiện ở nơi này. Tin tức này quả thật trúng động. Chương 3592 Quá nể mặt Tiên vụ mờ mịt, một mảnh sương mù, khí tức tuyên cổ tan thương tràn ngập đỉnh phiêu miễu phong. Bên trong hư không càng có thể thấy được những khe nứt ngẫu nhiên xẹt qua, còn có lưu quan từ trong đó rơi xuống. Phiêu miễu thánh tổ đích thân xuất hiện, rất nhiều trưởng lão của phiêu miễu tông cũng đi theo, thẳng đến chỗ của đám người phạt thiên minh chư vị đạo huynh của phạt thiên minh đường xa mà đến không tiếp đón được từ xa tộc nhân tứ đại gia tộc phiêu miễu thánh vực đều tiến lên nghênh đón trên gương mặt chỉ toàn là nụ cười không ít nhân vật cấp lãnh tụ của chân giới văn minh cũng có mặt bọn họ không muốn trở mặt với phạt thiên minh nhất là trong lúc này nhưng phiêu miễu thánh tổ xuất hiện lại khiến tất cả mọi người chấn động sau đó có chút khó có thể tin Đương nhiên, bọn họ từ chỗ cung điện đãi khách biết được đây chính là nhân vật truyền kỳ nhất đại. Nghe nói phiêu miễu thánh vực là do đích thân ông ta khai sáng, lai lịch vô cùng cổ lão. Ai cũng không biết rốt cuộc ông ta là nhân vật thời đại nào. Bao gồm tất cả trưởng lão, đệ tử của phiêu miễu tông cũng gần đây mới biết được phiêu miễu thánh tổ tái hiện thế gian. Phiêu miễu thánh tổ hiện thân sao? Nụ cười trên mặt của đám cao tầng chính nhất minh không còn nữa. Khi bọn họ đến, bọn họ cũng chỉ được mấy vị trưởng lão của phiêu miểu tông tiếp đãi mà thôi. Ngay cả đệ nhất thiên kiêu của phiêu miểu thánh thành vô số năm qua. Bây giờ đã trở thành tông chủ phiêu miểu tông lý hàng doanh cũng không thèm nên đón bọn họ. Thân là phó minh chủ, mặc dù triệu thiên tề không chấp nhận được nhưng vẫn duy trì lạnh nhạt, giống như không quá để ý, xem ra. Phiêu miễu thánh vực rất coi trọng phạt thiên minh, rõ ràng trong ngày tiên đạo minh thành lập, Phạt Thiên Minh mới vội vàng chạy đến. Kết quả phiêu miểu thánh tổ còn đích thân đến nghênh đón. Mọi người giật mình, còn ông ta thì chấn động. Rất nhiều khách quý cảm thấy hiếu kỳ, nhìn về phía một đám trưởng lão phiêu miểu tông chạy đến. Phiêu miểu thánh tổ là nhân vật cổ lão, thực lực không biết sẽ còn thâm bất khả trắc đến cỡ nào. Lần này tiên đạo Minh thành lập có ông ta ủng hộ ở đằng sau. Rất nhanh, Gương mặt của mọi người đều hiện lên sự chấn động và không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn không thể tin vào tai của mình. Minh chủ đại nhân đích thân đến đây, Phiêu Miểu Thánh vực thật sự cũng phát sáng theo. Phiêu Miểu Tông không tiếp đón từ xa, có chỗ không được chu đáo, mong rằng minh chủ đại nhân thứ lỗi. Một âm thanh nho nhã cởi mở truyền đến. Phiêu Miểu Thánh tổ cùng với một đám trưởng lão Phiêu Miểu Tông bước đến lời này của ông ta chẳng khác nào một luồng kinh lôi đánh xuống tại chỗ khiến cho toàn bộ quảng trường rộng lớn trở nên yên tĩnh người tu hành và sinh linh trên những ngọn sơn phong xung quanh lại càng ngây ra không thể tin được tất cả lãnh tụ thế lực đạo thống văn minh đều nhìn chằm chằm hô hấp giống như ngưng lại minh chủ phạt thiên minh đích thân đến đây một đám cao tầng chính nhất minh bao gồm phó minh chủ triệu thiên tề lại càng sững sờ đứng ngay tại chỗ. Sau đó, rất nhiều người kinh hãi, cả người run lên, gương mặt hiện lên sự khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Không thể nào. Không phải Minh chủ phạt Thiên Minh vẫn luôn tỏa trấn tổng bộ phạt Thiên Minh sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Sau khi hắn rời đi, hắn không sợ tộc đàn hắc ám thừa cơ xâm phạm sao? Nhưng đây do chính miệng Phiêu Miểu Thánh Tổ nói, sao có thể là giả? nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh. Hòn đảo Thần Sơn vốn đầy bóng người trở nên tĩnh mịch. Trong thương mang, người có thể gặp được chân dung của Minh chủ Phạt Thiên Minh có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là cao tầng Phạt Thiên Minh cũng hiếm khi được gặp. Hôm nay, tất cả mọi người đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy hình dáng của Minh chủ Phạt Thiên Minh. Trước đó chúng ta đều suy đoán Phạt Thiên Minh sẽ điều động cường giả nào đến nhưng ai ngờ lại là minh chủ phạt thiên minh đích thân đến chứ tin tức này thật sự quá rúng động nếu truyền về chính nhất minh không biết sẽ nhất lên sóng gió bao lớn chính nhất minh đoán chừng cũng không ngờ minh chủ phạt thiên minh sẽ đến phạt thiên minh thật sự đã quá nể mặt tiên đạo minh rồi trong lòng vô số người tu hành và sinh linh nổi lên sóng to gió lớn thật lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được ánh mắt từ các nơi hội tụ đến cùng nhau nhìn về phía chiến thuyền cổ của phạt thiên minh được sương mù thần quang bao phủ nhìn thấy rất nhiều bóng người bên trên người dẫn đầu nhìn còn rất trẻ thân hình cao gầy áo trắng như tuyết siêu nhiên thoát tục chỉ tiếc là bọn họ nhìn không thấy gương mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt thâm thúy giống như bao quát chư thế hoàng vũ vô tận thời không bên cạnh hắn nhân quả chi lực tuế nguyệt chi lực luân hồi chi lực vạn pháp chi lực đều giống như có vô số pháp tắc đang cuộn trào tan biến dường như có một tầng mê vụ hỗn độn bao phủ hắn khi hắn cất bước hắn giống như đang hành tẩu tại một vĩ độ thời không khác chuyện tiên đạo minh thành lập lớn đến như vậy có lý nào ta lại không đến chúc mừng giọng điệu của cố trường ca rất bình tĩnh giống như đang mỉm cười đáp lại nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng từ trong tâm linh đánh tới thậm chí bọn họ không thể nhớ kỹ âm thanh này. Dường như sau một khắc, nó sẽ biến mất ngay trong đầu. Chương 3593 Thì ra là vì duyên cớ này. Phiêu miễu phong rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Tất cả cao tầng của chính nhất minh giống như bị đóng băng ngay tại chỗ, ngay cả động đậy cũng không dám. Thân là phó minh chủ, triệu thiên tề lại càng hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, nhưng sau lưng là bàn tay không ngừng run rẩy Đủ để chứng minh ông ta đang mất bình tĩnh. Cố trường ca đích thân đến là chuyện mà tất cả mọi người không dám nghĩ đến. Bao gồm văn minh chân giới các phương, bọn họ cũng không ai nghĩ đến. Trước đó, bọn họ chỉ suy đoán xem phạt thiên minh điều vị cao tầng nào đến thôi. Có thể nghĩ, một khi tin tức này truyền ra, không biết bên trong thương mang sẽ nhấc lên gợn sóng kinh khủng đến cỡ nào thân là Minh Chủ Phạt Thiên Minh, nhất cử nhất động của Cố Trường Ca đều dẫn động ánh mắt của vô số sinh linh và đạo thống trong thương mang. Đừng nói hắn đích thân có mặt tại đại hội thành lập Tiên Đạo Minh, cho dù hắn xuất hiện tại một nơi nào đó của Phạt Thiên Minh, vẫn sẽ dẫn đến suy đoán vô tận. Một ý niệm trong đầu của hắn hay một động tác nào đó cũng có thể tạo thành hậu quả khó lường chính nhất minh và phạt thiên minh bộc phát đại chiến tác động đến toàn bộ thương mang còn không phải do minh chủ phạt thiên minh phân phó sao minh chủ đích thân đến phiêu miễu phong quả thật là vinh hạnh của chúng ta phiêu miễu thánh tổ tất cả trưởng lão nhân vật cổ lão của phiêu miễu thánh tông bước đến người nào cũng nở một nụ cười hòa ái chắp tay nói mặc dù lai lịch của phiêu miễu thánh tổ cổ lão thực lực thâm bất khả trắc nhưng ông ta không dám kinh thường trước mặt cố trường ca. Ánh mắt phiêu miểu thánh tổ đảo qua lạc chủ, vĩnh hằng thủy thần sau lưng cố trường ca, trong lòng lại càng run rẩy. Nếu nói cố trường ca đứng trước mặt ông ta giống như một mảnh sương mù không rõ, hư thực khó dò, khiến cho người ta hoàn toàn không dám sinh ra suy nghĩ theo dõi. Nhưng nam nhân trung niên mặc áo bào màu bạc lại càng khiến cho ông ta cảm thấy kiên kỵ thực lực của người này tuyệt không yếu hơn ông ta bao nhiêu. Vinh hạnh thì không dám nói đến. Tiên đạo Minh thành lập là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng sinh thương mang, làm sao có chuyện tại hạ không đến chứ. Cố trường ca cười nhạt, cũng không để ý đến, lại càng xem đám người chính nhất Minh giống như không khí. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại một người nào đó, cũng chỉ một chút mà thôi. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của phiêu miểu thánh tổ, tất cả đều bước vào chỗ sâu trong đại điện về phần những vị khách quý ở đây hắn ngay cả hứng thú nhìn cũng không có giống như bọn họ không tồn tại nhìn thấy thái độ của hắn những người có mặt không một ai dám sinh lòng bất mãn thậm chí tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên dù sao hắn cũng là minh chủ phạt thiên minh là nhân vật đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của thương mang ít nhất nhìn từ bây giờ còn chưa có tồn tại nào có thể sánh ngang với hắn. Nếu hắn để mắt những người ở đây, bọn họ mới thủ sủng nhược kinh, không thể tin nổi. Sắc mặt của đám cao tầng chính nhất Minh vô cùng khó coi, giống như bị sỉ nhục. Khi Cố Trường Ca mang theo người của Phạt Thiên Minh đi ngang qua bọn họ, bọn họ chỉ có thể cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ không hoài nghi, nếu bây giờ bọn họ thể hiện sự bất mãn Minh chủ phạt thiên minh tuyệt đối sẽ không để ý đến đây là trường hợp gì, sẽ trực tiếp ra tay bóp chết bọn họ. Gương mặt của triệu thiên tề giống như giếng cổ không gợn sóng. Nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra người của ông ta đang căng cứng. Khi ánh mắt của cố trường ca đảo qua vừa nãy, ông ta chỉ cảm thấy mọi bí mật trên người đều bị hắn nhìn thấy hết. Ông ta thậm chí còn có một suy nghĩ rất kinh khủng, nếu cố trường ca muốn giết ông ta, Hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Ban đầu, ông ta cho rằng mình là tồn tại vượt qua 8 lần thiên suy kiếp đủ để quan sát thương mang, nhưng đứng càng cao, ông ta càng phát hiện trước đó mình vô tri đến cỡ nào. Ông ta hoàn toàn không dám lộ diện trước mặt tồn tại cường đại chân chính. Người như Minh Chủ Phạt Thiên Minh Cố Trường Ca, hắn có thể miệt thị thiên đạo, chà đạp quy củ, không cố kỵ bất cứ điều gì mới là tồn tại kinh khủng nhất. Không thể nào sau lưng phó minh chủ chính nhất minh triệu thiên tề cơ thể mềm mại của triệu tú yên rung lên ánh mắt bình thản ban đầu lúc này lại có ngàn vạn cảm xúc tuôn trào người của nàng rung khẽ trong lòng lại càng nhấc lên gợn sóng vô biên đôi môi đỏ của nàng giật giật thậm chí còn muốn kêu to cái tên mà nàng luôn ghi nhớ trong lòng nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống nàng biết cố trường ca chính là hắn minh chủ của phạt thiên minh cũng là hắn mặc dù vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt, không nhìn thấy được gương mặt chân thực, nhưng làm sao nàng có thể quên được ánh mắt dịu dàng trong thời điểm mà nàng tuyệt vọng nhất chứ? Sư Tôn Triệu Tú Yên lẩm bẩm Nàng nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc quen thuộc trong hàng ngũ của Phạt Thiên Minh. Khóe miệng của nàng nhếch lên một đường vòng cung. Lúc trước, nàng có cảm giác hai người sẽ gặp lại, thì ra là vì duyên cớ này. Chương 3594 thị uy là nàng mặt đồng cũng chú ý đến ánh mắt của triệu tú yên ánh mắt bình thản khẽ động nàng khẽ gật đầu với triệu tú yên một cái cố trường ca đến khiến cho đại hội thành lập tiên đạo minh trở nên khó lường các thế lực đạo thống các phương lúc trước còn đang suy đoán dụng ý của phạt thiên minh cũng bắt đầu im lặng sợ họa từ miệng mà ra chính giữa đỉnh núi các nơi âm thanh ồn ào náo nhiệt dần dần nhỏ lại bầu không khí trở nên thoải mái hơn bên trong đại điện rộng lớn mênh mông từng bóng người cổ lão lần lượt xuất hiện ngồi xuống bàn tiệc các nơi nhân vật lãnh tụ các phương đến sớm vì ký kết minh ước tiên đạo lần này đã chuẩn bị xong cố trường ca dẫn theo đám người phạt thiên minh ngồi xuống ghế xem lễ lần này phiêu miễu thánh tổ là người thôi động minh ước tiên đạo vốn không có ý định hiện thân nhưng bởi vì cố trường ca xuất hiện ông không thể không ra mặt chủ trì đại hội lần này một đám cao tầng chính nhất minh đều im lặng đã có người truyền tin tức cố trường ca xuất hiện về chính nhất minh những đạo thống tộc đàn còn lại cũng giống như vậy khi cố trường ca bước vào đại hội thành lập tiên đạo minh bọn họ cũng đã truyền tin tức về nhà không ít người dự cảm được sợ rằng hôm nay sẽ phát sinh chuyện lớn bây giờ cố trường ca lại tùy tiện rời khỏi phạt thiên minh chẳng lẽ hắn không sợ tộc đàn hắc ám thừa cơ mà vào sao nhưng không ai dám hỏi vấn đề này nhiều cho dù ở đây có không ít tồn tại tổ đạo cảnh nhưng ai cũng rất cẩn thận các vị cần chi phải căng thẳng như vậy xưa nay tại tạ không loạn giết người vô tội vì sao các vị lại dùng loại ánh mắt kiên kỵ như vậy nhìn ta hay là các vị bất mãn đối với phạt thiên minh ta phạt thiên minh ta từ trước đến nay luôn lấy việc giúp đỡ thiên hạ giúp đỡ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, chống lại tộc đàn hắc ám nhiều năm, cứu vớt không ít văn minh chân giới trong dầu sôi lửa bỏng, không phải đám người chính nhất minh mua chuột danh tiếng, lừa đời lấy tiếng có thể so sánh. Các vị không cần lo lắng chính nhất minh âm thầm dở trò. Bọn họ luôn kiên kỵ đề phòng phạt thiên minh chúng ta. Nhưng bọn họ ít nhiều cũng là người tốt. Âm thanh cười khẽ của cố trường ca vang lên cường giả đến từ văn minh chân giới các phương lại càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Khi hắn nhìn tới, tất cả đều không tự chủ được mà cúi đầu. Càng nhiều sinh linh và người tu hành lại càng cúi thấp đầu hơn, trong lòng rung lên. Một đám cao tầng phạt thiên minh nhìn thấy cảnh tượng này không hẹn mà cùng nở nụ cười. Có người thì cười trên nỗi đau người khác, có người thì vẽ mặt đùa cợt, ánh mắt nhìn đám người chính nhất minh lại càng thâm thúy chỉ có đám người chính nhất minh mặt trầm như nước, không ai có can đảm nói chuyện phản bác. Trước đó, chung quanh bọn họ có không ít nhân vật lãnh tụ đạo thống chân giới tiến lên chào hỏi, nhưng sau khi phạt thiên minh đến, nhất là cố trường ca xuất hiện, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà cách ra một khoảng cách. Ngay cả trưởng lão của phiêu miễu Thánh Tông cũng giống như vậy. Khi bọn họ nói chuyện với chính nhất minh cũng phải cân nhắc, sợ nói sai, dẫn đến hiểu lầm gì đó minh chủ nói đùa, bây giờ là trường hợp trang nghiêm. Mọi người đều tỏ lòng tôn kính đối với minh chủ, tất nhiên không dám có gì bất kính. Minh chủ để ý đại cục, lòng mang thương sinh trong thiên hạ. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, chẳng lẽ chỉ vì vài lời dèm pha nho nhỏ mà chửi bới sao? Phiêu miễu thánh tổ là một nam nhân trung niên nho nhã nhưng lúc này da đầu của ông cũng có chút trung lên, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu suy nghĩ thật trong lòng mà thôi bên ngoài nghe đồng minh chủ phạt thiên minh thủ đoạn tàn nhẫn tâm tư khó lường vui buồn bất chợt hoàn toàn không dễ ứng đối bây giờ ông ta cũng xem như đã lĩnh giáo nào có ai là minh chủ chí tôn lại đích thân có mặt chấn nhiếp văn minh chân giới các phương chứ giống như minh chủ chính nhất minh vị ương đế quân tại sao ông ta lại phải đích thân xuất hiện chứ điều này khiến cho hình ảnh mờ mịt siêu nhiên của ông ta bị hủy hoại trong hôm nay nhưng nếu ông ta không xuất hiện không biết đại hội thành lập tiên đạo minh lần này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đã như vậy vì sao các vị lại muốn che giấu không dám dùng chân dung chân thực của mình để lộ diện các vị cần tại hạ đích thân lên tiếng mời sao cố trường ca cười nhạt ánh mắt quét tới hư vô đằng trước lập tức kêu lên một trận mưa vĩ lực chợt lóe lên bên trong tiếp theo một số bóng người mơ hồ mé miệng rịn máu từ trong đó rơi xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Có mấy thế lực đạo thống lại càng tim đập nhanh, hoàn toàn không dám tiến lên đỡ lấy nhân vật cấp lão tổ của nhà mình. Mong rằng minh chủ thủ hạ lưu tình. Phiêu miễu thánh tổ nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu rung lên. Mặc dù ông ta biết giữa hư không có không ít khách quý chưa từng lộ diện. Chỉ có khí tức mơ hồ lộ ra nhưng ông ta không thèm để ý, bởi vì có một số nhân vật có thói quen như vậy chứ đừng nói chi nơi này ngư long hỗn tạp. Ngay cả tà giáo quỷ dị hắc liên giáo mà còn thẩm thấu đến được, khó đảm bảo không có cừu gia đến. Thật ra cũng có thể hiểu lý do vì sao những chân thân này lại che giấu chân dung. Chương 3595 Kinh động Ta không thích hạng người giấu đầu lòi đuôi. Cố trường ca thản nhiên đáp. Phiêu miễu thánh tổ chỉ có thể cười khổ, không tiện nói thêm câu nào. Trong lòng của ông không nhịn được mà cảm thấy nhục nhã. Một nhân vật như ông ta tung hoành bể nghệ thương mang rất nhiều kỷ nguyên, nhưng hôm nay chỉ có thể ở bên cạnh cười bồi theo. Một đám trưởng lão phiêu miểu Thánh Tông cũng chỉ có thể kìm nén sự nhục nhã và bất lực trong lòng. Rõ ràng đây là địa bàn của phiêu miểu Thánh Vực, rõ ràng bọn họ mới là chủ nhân, nhưng khi cố trường ca đến, tất cả đều thay đổi rất nhanh. Bên trong đại điện sương mù mờ mịt có không ít hỗn độn chi quan tràn ngập từng bồ đoàn xuất hiện bên trong đều có những bóng người cổ phát ngồi xếp bằng đều là những nhân vật giàu nội tình của những năm gần đây chúng ta sinh ra mắt minh chủ đại nhân những nhân vật trấn áp của những đạo thống văn minh còn lại cũng không thể không hiện thân từ trong hư không bước ra thành thật ngồi xuống đều là những tồn tại tuổi tác rất lớn tu vi thực lực đáng sợ cho đến bây giờ rất nhiều thế lực tộc đàn mới phát hiện thì ra phiêu miễu phong lại hội tụ rất nhiều tồn tại tuyệt cường như vậy, chỉ là trước đó tất cả đều che giấu, ý đồ quan sát, lặng lặng chờ thời cơ. Nếu tình huống không ổn, đoán chừng bọn họ sẽ mang tộc nhân của mình rời đi. Rất nhiều người mắng thầm trong lòng, rõ ràng đây chỉ là một đại hội thành lập minh ước nhưng lại ẩn chứa nhiều mưu đồ tính toán như vậy. Cố trường ca đến khiến cho đám lão già không thể không hiện thân tất cả ngồi ở đó giống như ngồi bàn chông mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán rất nhiều đệ tử phiêu miễu thánh tông đưa đến các loại chân tu ngọc thực chuẩn bị cho minh ước lần này bên ngoài tất cả đều bởi vì tin tức bên phía phiêu miễu thánh vực mà nhấc lên gợn sóng vô biên cố trường ca đến nằm ngoài dự liệu của tất cả văn minh chân giới bên ngoài thương mang ai cũng không biết hắn có mục đích gì là thật lòng đến trợ giúp nâng đỡ tiên đạo minh chống lại tộc đàn hắc ám hay là còn có dụng ý nào khác. Cùng một thời gian, có một số văn minh chân giới chú ý đến, trong vũ trụ chung quanh phạt thiên minh, một số đại quân đang trú đóng dường như biến mất, đi hướng nào thì không rõ. Bên phía vị ương tiên triều, mấy ngày nay cũng phát sinh một trận kinh biến ngập trời. Nhiều năm trước đó, một đạo nguyên bên trong diêu quan tổ đình bị phá vỡ, một nữ nhân phong hoa tuyệt thế xuất hiện, kinh động địa giới các nơi trong thương mang. Một đám lão hoàng thúc, tộc lão của vị ương tiên triều đã đích thân mời nàng về. Sau đó, bọn họ biết được thân phận của nữ nhân kia, chính là hậu nhân chính thống của Diêu Quang Tổ Đình, trên danh nghĩa là lão tổ tông của vị ương tiên triều. Quốc quân của vị ương tiên triều vị ương đế quân đã đến chính nhất minh nhậm chức minh chủ, trên dưới vị ương tiên triều đều cung phụng nữ nhân kia làm chủ. Dưới sự quản lý quyết đoán và nghiêm khắc của nàng, trật tự của vị ương tiên triều được thiết lập lại, quốc thái dân an, cảnh tượng thái bình. Tuy nhiên gần đây, trong vị ương tiên triều bỗng nhiên truyền ra tin tức vị lão tổ tông kia cố ý xử lý tâm phúc dòng chính của vị ương tiên triều. Vị ương tiên triều nhất lên một đợt gió tanh mưa máu. Rất nhiều tông tộc, môn việc cổ lão đều bị thanh toán. Hành động này dẫn đến sự bất mãn từ các nơi trong vị ương tiên triều có không ít phiên vương thừa thế khởi binh đánh vào vị ương tiên triều. Quét sạch đại kỳ của vị ương tiên triều, tập kết đại quân các nơi, dự định giết vào đế đô hoàn thành. Rất nhiều người nhìn ra được sau khi vị ương đế quân tiếp nhận chức minh chủ chính nhất minh, ông rất ít khi hỏi đến chuyện của vị ương tiên triều, dường như muốn dùng toàn bộ tinh lực vào chính nhất minh. Điều này đã dẫn đến các phiên vương của vị ương tiên triều ngo nghe muốn động. Dưới sự cố ý thôi thúc của bọn họ, không ít địa giới đều truyền ra tin tức vị lão tổ tông kia muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách. Hành động nàng giải quyết dòng chính của vị ương tiên triều cũng bắt đầu dưới tình huống như thế. Vị ương tiên triều không còn bình tĩnh được nữa, cộng thêm vị ương đế quân tọa trấn chính nhất minh, không còn hỏi đến, các nơi bắt đầu hỗn loạn lên. Đương nhiên, vị ương đế đô cũng có tin tức khác truyền ra, nói sở dĩ vị lão tổ tông kia thanh toán tâm phúc dòng chính của vị ương đế quân thật ra chỉ vì muốn bảo vệ vị ương tiên triều, loại bỏ sâu mọt cho vị ương tiên triều. Vị ương tiên triều đã sớm bị tộc quần hắc ám thẩm thấu. Ngay cả vị ương đế quân cũng gặp nạn, bị vật chất hắc ám ăn mòn, không còn là nhất đại minh quân anh minh thần võ lúc trước. Ông lựa chọn tọa trấn chính nhất minh, không có bất kỳ giải thích nào cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ không muốn chỉ vì mình mà vị ương tiên triều bị tộc đàn hắc ám từng bước xâm chiếm. Dù sao lão tổ tông kia cũng là dòng giỏi của Trung quân, người khai sáng ra diêu quan tổ đình, có kinh nghiệm trong hạo kiếp hắc họa. Mức độ đáng tin trong lời nói của nàng rất cao. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 3596 Hắc liên chi chủ Tin tức này được truyền đến các nơi trong vị ương đế đô, rất nhanh đã dẫn đến sự oanh động ở rất nhiều địa giới vũ trụ của vị ương tiên triều. Là thật hay giả thì không thể nào biết được. Tuy nhiên, việc vị ương đế quân đảm nhiệm chức minh chủ chính nhất minh, không hỏi qua chuyện của vị ương tiên triều đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đương nhiên, dù là ai cũng không thể cam đoan đây có phải vị lão tổ tông kia muốn gán tội cho người khác hay không. Dù sao vị ương tiên triều cũng là thế lực cường đại có tiếng tâm lừng lẫy bên trong thương mang nó phát sinh kinh biến tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm chỉ là mấy ngày qua gần với ngày thành lập tiên đạo minh cho nên ánh mắt chú ý cũng giảm đi đa số mọi người đều tập trung về phía phiêu miễu thánh vực khi cố trường ca đích thân đến ánh mắt chú ý lại càng nhiều hơn đến mức rất ít người hỏi đến kinh biến của vị ương tiên triều minh chủ phạt thiên minh đích thân đến đây chính là điều mà ta muốn hắc liên chi quan chiếu rọi đến càng nhiều vũ trụ địa giới càng tốt. Chỉ cần có đủ tín ngưỡng chi lực, ta có thể trở thành hắc liên chi chủ thật sự. Tại một thời không nào đó trong thương mang, bên trong một bí cung thâm thúy đen kịch một màu. Một bóng người toàn thân màu đen lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ông ta khoác một chiếc áo giáp da dày, vài chỗ có thể nhìn thấy rỉ sét lốm đốm, tản ra một luồng huyết tinh cổ xưa trước người ông ta có một đài sen màu đen lơ lửng còn có quan hoa màu đỏ quanh quẩn trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một vật phẩm được cung phụng chảy xuôi sương mù màu đen cực kỳ nồng đậm đó rõ ràng là một khối huyết nhục to bằng bàn tay trẻ con lực sinh mệnh cực kỳ kinh người tràn ngập giống như sinh mệnh nguyên tuyền khi thiên địa mới bắt đầu phát ra âm thanh như tim đập dường như có thể phục sinh thành hình người bất cứ lúc nào bóng người này cứ nhìn chằm chằm khối huyết nhục ánh mắt khó nén lửa nóng hừng hực một sợi vật chất hắc ám từ bên trong khối huyết nhục tản ra giống như hắc ám ngọn nguồn bên dưới đóa hoa sen màu đen có một cái ao bên trong ao tràn ngập sương mù màu đen giữa hư không hàng ngàn hàng vạn tín ngưỡng chi lực hội tụ đến tràn vào trong ao rất nhanh đã có vật chất hắc ám dọc theo tín ngưỡng chi lực truyền đến các hướng lan tràn dọc đường nói là dung hợp chi bằng nói vật chất hắc ám ăn mòn tín ngưỡng chi lực thì đúng hơn mỗi một sợi tín ngưỡng chi lực đại diện cho một tín đồ thành kính ở đây có thiên ti vạn lũ vô cùng vô tận như sông như biển phô thiên cái địa gần như ép khắp mỗi một tấc hư không từ đó có thể thấy được tín đồ của nó nhiều đến cỡ nào bóng người ngồi xếp bằng nhìn thấy cảnh tượng này hô hấp cũng dồn dập theo cách khát vọng của ông ta càng lúc càng gần Chờ ông ta trở thành Hắc Liên chi chủ, đừng nói thủy tổ hư của Thiên suy chúng ngày đó, cho dù là đại chủ tế Thiên chúng, ông ta cũng có thể thay vào. Trong thương mang này không ai có được sức mạnh sánh ngang có thể chống lại được ông ta. Ông ta sẽ một lần nữa sáng tạo một thời đại hắc ám thuộc về mình. Nhanh, nhanh, phải nhanh hơn nữa. Trở thành Hắc Liên chi chủ, ta có thể đặt chân vào lĩnh vực lộ tận, chiếm cứ sức mạnh của thủy tổ hư thậm chí còn có thể tiến thêm một bước bảo hộ lột da ta cũng phải chuẩn bị tốt cho việc bị phản vệ sương mù màu đen nồng đậm vọt đến rất nhanh bao phủ địa cung đồng thời bao phủ luôn bóng người đi âm thanh lẩm bẩm của ông ta cũng biến mất không thấy đâu thiên chúng đã từng phát sinh một trận náo động dẫn đến quan tài tán thế chi quan bị người ta mở ra cướp đoạt nhục thân của đại thiên chi chủ bị phong ấn bên trong cho dù về sau đại chủ tế Thiên Chúng đã kịp thời ra tay trấn áp nhưng vẫn bị thất lạc vài miếng huyết nhục và huyết dịch. Bây giờ, một khối huyết nhục của đại thiên chi chủ đang được cung phụng tại chỗ sâu nhất của địa cung Hắc Liên giáo, cung cấp vật chất hắc ám không ngừng cho toàn bộ Hắc Liên giáo, ăn mòn tính ngưỡng chi lực của tín đồ bị ô nhiễm. Khu vực trung tâm chính nhất Minh có rất nhiều cung điện lầu các tọa lạc. Tại một số khu vực có một vài nhân vật cổ lão tự lập đạo trường, rộng lớn vô ngần tự thành thiên địa. Minh chủ phạt thiên minh đích thân đến tham gia đại hội thành lập tiên đạo minh, có thám tử chú ý đến rất nhiều đại quân phạt thiên minh đóng quân tại rất nhiều vũ trụ đột nhiên biến mất. Trong một đạo trường, một sinh linh cổ lão mặc áo giáp da dày đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đột nhiên đứng dậy. Mi tâm của ông ta vỡ ra một cái khe, một con mắt dọc màu vàng ống mở ra, nhìn về phía xa. Kim Quang nhanh chóng xuyên thấu vô số thời không. Xem ra lại muốn ra tay với Chính Nhất Minh ta sao? Âm thanh của Sinh Linh vang lên giống như thiên lôi đang hoạt động. Ông ta lập tức biến mất ở chỗ này. Chương 3597. Rốt cuộc là ai đứng đằng sau Chính Nhất Minh? Tại một địa giới khác, giữa những ngọn núi mù sương. Mây mù bồng bềnh, tựa như tiên cảnh. Một bóng người mặc áo bào trắng lẳng lặng ngồi xếp bằng chính giữa đình đài, dòng suối trong vắt chảy róc rách gió núi thổi qua khiến tà áo của ông ta tung bay theo trước mặt ông ta có một cây đàn tranh nhưng ông ta không đàn tấu hai đồng tử bên cạnh đang nấu nước pha trà chỉ có hơi trà bốc lên không gian cực kỳ yên tĩnh quả nhiên như ông ta dự liệu phạt thiên minh sẽ không ngừng chiến đột nhiên bóng người mặc áo bào trắng này dường như cảm nhận được điều gì đó gương mặt hiện lên sự hoang mang có chút không hiểu trong khoảng thời gian này chính nhất minh trống rỗng, không có cường giả tọa trấn. Bọn họ tự tin vào thực lực của bản thân mình như vậy sao? Lão gia, Phạt Thiên Minh lại muốn đánh tới sao? Một bên bóng người mặc áo bào trắng, hai đồng tử không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bóng người mặc áo bào trắng gật đầu nói, nếu ta cảm giác không sai, Phạt Thiên Minh đoán chừng lại muốn ra tay. Sau một khắc, hắn ta vất tay áo, mang theo hai đồng tử rời khỏi dãy núi rất nhiều người đang tập trung bên trong cung điện trung tâm của chính nhất minh khi bọn họ biết được cố trường ca xuất hiện tại đại lễ của tiên đạo minh chính nhất minh đã bắt đầu ứng phó rất nhiều nhân vật cổ lão đều chạy đến tập trung bên trong đại điện tiến hành thương thảo nơi này là đại bản doanh của chính nhất minh thế lực các phương đều điều động nhân vật có nội tình tọa trấn lần này chỉ có một vài thành viên hộ tống phó minh chủ triệu thiên tề đến tiên đạo minh mà thôi tin tức truyền đến từ bên kia tất nhiên dẫn đến trên dưới chính nhất minh giống như lâm đại địch không thể không cảnh giác minh chủ vì sao hôm nay ngài vẫn còn giấu chúng ta rốt cuộc là vị tiền bối nào đang nâng đỡ đằng sau chính nhất minh lập tức một sinh linh cổ lão lên tiếng trên người ông ta lượn lờ ánh sáng màu vàng giống như một mặt trời huy hoàng đang lấp lóe điều này cũng có liên quan đến chân thân của ông ta do thánh linh thuế biến mà thành không thua kém tồn tại tổ đạo cảnh. Các ngươi không cần hỏi việc này. Khi cần biết, tất nhiên các ngươi sẽ biết. Khương Vân thản nhiên đáp. Ân khư động chủ vô cùng cẩn thận. Không dễ dàng lộ diện trước mặt mọi người của chính nhất minh. Cho đến hôm nay, ông ta cũng chỉ thông qua một số thủ đoạn điều khiển thế cục của chính nhất minh mà thôi. Ngay cả Khương Vân cũng không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người là quân cờ của ân khư động chủ. Hiện tại, ân khư động chủ cũng không tiếp tục bức bách ông ta, dường như không lo lắng ông ta cản trở hay phản bội. Minh chủ phạt thiên minh đích thân đến tiên đạo minh, ta lo lắng hắn sẽ liên thủ với tiên đạo minh cùng nhau tạo áp lực với chính nhất minh ta. Như vậy, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch, đồng thời còn cần đề phòng tộc đàn hắc ám đột kích. Một sinh linh cổ lão khác lên tiếng, khí tức không kém vị thánh linh vừa rồi chúng ta nghe được một số tin tức có liên quan đến minh chủ ngươi nói ngươi đã sớm bị hắc ám ăn mòn ta không biết rốt cuộc việc này là thật hay giả lúc này có một sinh linh lên tiếng giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa sự nghiền ngẫm và chất vấn những sinh linh còn lại bên trong đại điện nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi nhưng càng nhiều sinh linh im lặng không nói thái độ không xen vào cũng không hỏi đến biểu hiện của khương vân vẫn ung dung chư vị cảm thấy tin tức này là thật hay giả? Sinh linh tra hỏi vừa nãy cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không hỏi thêm câu nào, chỉ là trong ánh mắt kia có thêm mấy phần dò xét. Không có lửa thì làm sao có khói? Vị ương đế quân đảm nhiệm chức minh chủ của chính nhất minh, không hỏi sự tình của vị ương tiên triều, bản thân của ông ta đầy rẫy những sự nghi ngờ. Khu vực biên cảnh chính nhất minh có đại quân tập kết. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, gần sóng khuếch tán giữa hư không, một bóng người mặc áo trắng bước ra. Tiền bối. Một đám cao tầng chính nhất minh bên trong đại điện đều cung kính hành lễ với hắn ta, thái độ cực kỳ tôn kính. Dù sao, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy hắn ta vận dụng đệ tứ sát trận vây khốn phó minh chủ phạt thiên minh lăng ngọc linh, cuối cùng trục xuất nàng ngay tại chỗ. Hơn nữa, người mặc áo bào trắng này có quan hệ rất lớn với người đang nâng đỡ đằng sau chính nhất minh. Ngay cả minh chủ chính nhất minh vị ương đế quân cũng không được hắn ta để vào mắt. Chương 3598. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Chẳng lẽ phạt thiên minh chuẩn bị ra tay với chúng ta vào lúc này sao? Có người kịp hiểu ra lời nói của bóng người mặc áo trắng, cảm thấy chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới ngưng chiến chưa được bao lâu, phạt thiên minh lại muốn quấy lên tai họa sắc mặt của rất nhiều người cũng trở nên khó coi cảm thấy phạt thiên minh quá phách lối rồi khinh người quá đáng bóng người mặc áo bào trắng cũng không trả lời chỉ bình thản nhìn khương vân con gái của vị ương đế quân là khương vị ương đang ở phạt thiên minh biểu hiện của khương vân vẫn không thay đổi nghịch nữ chống lại hôn ước không tuân theo mệnh cha ta đã sớm không để ý đến nó Bây giờ nó ở đâu cũng không ảnh hưởng đến lập trường của ta. Nếu tiền bối không tin, ngươi có thể tự mình hỏi thăm sư tôn. Đây là lần đầu tiên ông nhắc đến ân thư động chủ, cũng chính là vận chủ trước mặt người khác. Đồng thời còn dùng xưng hô sư tôn. Thái độ của một đám cao tầng chính nhất minh đều thay đổi. Bây giờ bọn họ mới biết được thì ra đằng sau vị ương đế quân còn có một vị sư tôn. Nói như vậy, vị sư tôn thần bí kia chính là người nâng đỡ chân chính của chính nhất minh. Bóng người mặc áo bào trắng mỉm cười, cũng không phải ta không tin, chỉ là ta đang nghĩ đến, vị ương tiên triều phát sinh kinh biến lớn đến như vậy, ngay cả công chúa của Diêu Quang Tổ Đình cũng xuất hiện, nhưng vị ương đế quân lại mảy may không để ý đến. Ánh mắt Khương Vân ngưng lại, sau đó nhìn chầm chầm bóng người mặc áo trắng, trầm giọng hỏi, tiền bối nói như vậy, tại hạ cũng có một số nghi ngờ với nguồn gốc của tiền bối và diêu quan tổ đình vì sao ngươi không đến nhận nhau với vị công chúa kia con ngươi của người mặc áo bào trắng co lại xem ra hình như ngươi cũng biết thân phận của ta dù sao đệ tứ sát trận cũng nằm trong tay của tiền bối tất nhiên không khó đoán được thân phận của ngươi thương vân đáp thú vị có vẻ ông ấy nhận ngươi làm đồ đệ không chỉ để ngươi thành lập vị ương tiên triều đơn giản như vậy Bóng người mặc áo bào trắng cười nhạt, sau đó ánh mắt của hắn ta đảo qua một đám cao tầng chính nhất Minh, phạt Thiên Minh cử binh xâm phạm, chính nhất Minh tất nhiên không thể ngồi đó chờ chết. Bây giờ Minh chủ phạt Thiên Minh cũng không tọa trấn phạt Thiên Minh. Đây không phải là cơ hội phản kích của chính nhất Minh ta sao? Khương Vân nhướng mày nhưng không nói câu nào. Một đám cao tầng bên trong đại điện nghe xong đều động tâm. Ngồi đó chờ phạt Thiên Minh giết đến sao không thừa cơ ra tay trước không biết vị ương đế quân cảm thấy như thế nào bóng người áo bào trắng nhìn khương vân ánh mắt mang theo sự hăng hái trong lòng khương vân cảm thấy nặng nề ông biết một số hành động của mình đã bị hoài nghi nhưng bây giờ chẳng biết tại sao vận chủ lại không xuất hiện ông ta muốn tiếp tục ẩn nút hay là chờ đợi thời cơ người mặc áo bào trắng trước mặt rõ ràng là một thủ đoạn nào đó của vận chủ ông thậm chí hoài nghi đây là thân phận bên ngoài của vận chủ. Tiền bối nói có lý. Khương Vân gật đầu, đây là thời điểm chúng ta phản kích phạt thiên minh. Một đám cao tầng của chính nhất minh không có bất kỳ một ý kiến khác biệt nào. Từng dụ lệnh như thần quan phá vỡ cung điện, bay về vũ trụ các nơi của chính nhất minh. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh vang lên bên trong vũ trụ các nơi. Âm thanh ẩn chứa đạo tắc vô thượng, giống như chân long khôi phục, cũng giống như tổ ma than nhẹ, nhiễu loạn thiên địa, kinh động thế gian. Bên trên phiêu miễu phong, đại hội thành lập tiên đạo minh đúng hạn cử hành. Ngày hôm đó được vạn chúng chú mục, vô số người tu hành và sinh linh đều căng thẳng. Cũng may tất cả diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ khó khăn, trắc trở hay chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Tộc đàn hắc ám cũng không đánh tới, minh chủ phạt thiên minh cố trường ca đích thân xuất hiện, tọa trấn một phương các nhân vật nội tình của chân giới văn minh các phương cũng đều có mặt tham gia đại hội tiên đạo minh bên trên phiêu miễu phong là cảnh tượng chúc mừng náo nhiệt có thể được xem là thịnh hội có quy mô lớn nhất trong những kỷ nguyên gần đây số lượng tồn tại tổ đạo cảnh xuất hiện rất nhiều đều là những lão quái vật sống qua năm tháng dài dằn dặc về phần tồn tại đạo cảnh bình thường số lượng lại càng nhiều hơn hoàn toàn đếm không hết văn minh chân giới các phương ký kết minh ước tiên đạo, quyết định chống lại tộc đàn hắc ám. Thịnh hội dự định kéo dài nửa tháng. Nhưng, vào ngày thứ tư của thịnh hội, một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Một trận náo động đã diễn ra tại rất nhiều địa giới ở phiêu miểu thánh vực. Giáo chủ Hắc Liên giáo hiện thân với quy mô lớn, xây dựng những ngôi từ miếu cùng với những đóa hoa sen màu đen vắt ngang thiên địa. Tạo thành những trận mưa to màu đen chương 3599. Có kẻ gây chuyện. Đóa hoa sen màu đen từ từ hạ xuống giữa thiên địa. Mỗi cánh hoa sen đều to lớn vô biên, giống như cối xay che trời, mang theo khí tức hủy diệt nhất định, khí tức đại đạo dây dưa cứ như vậy mà rơi xuống chưa thế. Bên trong mỗi một đóa hoa sen màu đen đều có một từ miếu lượng lờ sương mù màu đen. Tính đồ vô cùng vô tận, đen nghiệp như thủy triều, ngồi xếp bằng chung quanh đóa hoa sen màu đen, hình thành bậc thang, miệng đọc những lời tối nghĩa. Ánh mắt hừng hực cuồng nhiệt. Những sợi sương mù màu đen quấn quanh người bọn họ, sau đó nhanh chóng hội tụ vào trong từ miếu, như sóng nước thủy triều. Thiên tượng biến hóa, mây đen cuồn cuộn, còn có mưa to đầy trời, cứ như vậy mà vô tình rơi vãi xuống thế gian. Vũ trụ các phương vỡ vụn, mưa đen vẫy xuống, dãy núi sụp đổ, thế giới mục nát. Một mảng lớn mặt đất rạn nứt, núi non sông ngòi khô cạn, tử khí vô tận bốc lên từ các nơi. Tử khí giống như bị một luồng sức mạnh nào đó dẫn dắt, bắt đầu lan tràn bốn phương tám hướng phiêu miễu thánh vực. Nhanh chóng ăn mòn thế giới vũ trụ xung quanh. Trong đó còn có rất nhiều đại lục sụp đổ. Thành trì vỡ vụn, vương quốc diệt tuyệt. Bất luận sinh linh tộc đàn nào bị tử khí dính vào, bọn họ sẽ rơi vào giết chóc điên cuồng, cái gì cũng không để ý, gặp người là giết, mặc kệ bọn họ đã từng là bạn bè, người thân. Mặt đất tràn ngập lũ lụt. Mặc dù tứ đại gia tộc phiêu miễu Thánh Thành đã điều động cường giả đến tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn không có kết quả. Hắc liên giáo vẫn luôn chờ đợi. Bọn chúng không ra tay trong những ngày diễn ra thịnh hội chính là chờ đợi thời khắc này. Cảnh tượng thê thảm khắp nơi, chiếu rọi trong mắt rất nhiều cường giả phiêu miễu thánh vực. Đáng chết, đám tín đồ hắc liên giáo thật sự quá ghê tởm bọn chúng nhất định có chủ ý, muốn phá hư phiêu miểu thánh vực chúng ta, biến nơi này thành tử địa. Rất nhiều sinh linh và người tu hành sinh trưởng ở phiêu miểu thánh vực đều tức giận, không quan tâm chuyện gì khác, chỉ phóng đến những đóa hoa sen màu đen cực lớn, ý định phá hủy chúng. Tuy nhiên, rất nhiều bóng đen mơ hồ ngồi xếp bằng bên trên hoa sen màu đen. Tử khí đáng sợ lượng lờ, ánh mắt đạm mạc, dường như không đặt thiên hạ chúng sinh vào mắt bọn họ nhìn thấy cường giả vũ trụ các nơi trùng sát đến cũng chỉ lướt qua mà thôi. Sau đó, bọn họ lẩm bẩm cái gì là hắc liên hàng thế, phổ độ chúng sinh. Thần quan màu đen vô biên vọt lên bên cạnh, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt không gì sánh kịp. Những bóng người vọt đến đều tan rã trong nháy mắt. Hoa sen màu đen chậm rãi nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều yêu dị và tà quỷ, nhưng lại mang theo khí tức thánh khiết giống như có một bóng người trí tôn vô thượng ngồi xếp bằng bên trong từ miếu. Ánh mắt mang theo sự từ bi, muốn phổ độ chúng sinh. Cách vũ trụ xa xôi, thậm chí có người còn nghe thấy âm điệu tế niệm cổ quái, khiến người ta toàn thân khó chịu, thần hồn như muốn bay ra ngoài. Thịnh hội tiên đạo minh chỉ có thể tạm ngưng. Việc cấp bách bây giờ là trục xuất giáo chúng hát liên giáo. Tất cả trưởng lão, đệ tử phiếu miễu tông môn hóa thành từng luồng thần hồng, gia nhập chiến cuộc. Chỉ tiếc rằng, phiêu miễu thánh thành đã trở nên hỗn loạn. Trong rất nhiều gia tộc đã có tộc nhân bị ăn mòn. Ra tay từ sau lưng. Hỗn loạn, tiếng rú thảm, đau buồn, tức giận. Đủ loại cảm xúc xen lẫn lan tràn các nơi trong phiêu miễu thánh vực. Văn minh chân giới các phương vẫn luôn chú ý đến thế cục của phiêu miễu thánh vực không khỏi cảm thấy chấn động và kinh hãi. Nếu lúc này có người từ phiêu miểu thánh vực nhìn ra ngoài, bọn họ có thể phát hiện một tầng sương mù hắc khí từ các phương trong vũ trụ bay đến, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hình thành một luồng sương mù màu đen vô cùng lớn, bao trùm toàn bộ địa giới phiêu miểu thánh vực. Khó có thể nhìn được cảnh tượng bên trong. Sương mù màu đen ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, có thể ngăn cản thần thức, che đậy thiên cơ, đến mức nhục thân cũng khó mà tránh thoát. Bọn chúng dự định vây khốn phiêu miểu thánh vực, đúng là điên rồi. Có nhân vật cổ lão chỉ cảm thấy tim đập nhanh, không thể tưởng tượng. Hắc Liên giáo quá lớn mật. Hiện tại, có bao nhiêu ánh mắt của văn minh chân giới các phương hội tụ bên trong Phiêu Miểu Thánh vực chứ? Chứ đừng nói chi còn có rất nhiều nhân vật có nội tình tỏa trấn. Bọn chúng đang mạo hiểm trở thành địch với toàn bộ thương mang. Còn nữa, ngay cả Minh chủ Phạt Thiên Minh cũng có mặt. Tại sao Hắc Liên giáo lại dám trận thuật huyền U Đô Ngục Thành Sát Kiếp Chú đã từng giúp ta luyện hóa vô tướng thiên, thành tựu danh xưng vô tướng của ta. Hôm nay, ta sẽ lợi dụng chân hồn đạo quả của các ngươi giúp ta luyện hóa hắc liên thánh cảnh, tái hiện huy hoàng của vô tướng thiên. Bên trong địa cung u ám thâm thúy, huyết trì phun trào, hoàn toàn mơ hồ. Một bóng người mặc áo khoác da dày ngồi xếp bằng. Hô hấp rất nhanh, nhìn chầm chầm huyết trì đằng trước. Trước mặt ông ta Sương mù màu đen xen lẫn bao phủ địa cung. Trong ao phản chiếu cảnh tượng của phiêu miểu thánh vực. Vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ, bị huyết trì ăn mòn, sau đó biến thành mưa đen đầy trời rơi xuống đất. Ông ta nhìn sương mù màu đen đầy trời không ngừng ăn mòn, cuối cùng bao phủ hoàn toàn phiêu miểu thánh vực, hình thành một phương thế giới rất lớn, giống như một cái kén màu đen, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Chương 3600. Đòn thăm dò. Hắc Liên Thánh Cảnh là căn cơ để tạo nên Hắc Liên Chi Chủ. Thịnh hội tiên đạo minh phiêu miểu thánh vực hội tụ tất cả văn minh chân giới có tiếng trong thương mang cùng các nhân vật có nội tình của thế lực đạo thống các phương, có thể nói là chất dinh dưỡng hoàng mỹ nhất. Chứ đừng nói chi còn có minh chủ phạt thiên minh. Thủy tổ hư xưa nay rất cẩn thận. Nếu ông ta đã muốn ta đối phó phạt thiên minh, lại muốn hắc liên giáo tạo thành tai họa, dẫn đến người minh chủ phạt thiên minh, cũng không biết ông ta sẽ có suy nghĩ như thế nào bây giờ minh chủ phạt thiên minh còn không phải bị nhốt bên trong hắc liên thánh cảnh sao hắn chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho ta mà thôi biểu hiện của ông ta vô cùng bình thản khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh thế ngoại vực ngoại phía tây thánh vực bên trong một thời không hư vô một tòa đại điện vô cùng rộng lớn tọa lạc chỗ sâu không nhìn thấy điểm giới hạn chỉ có mây mù xoay tròn giống như chỗ ở của thần tiên thời cổ đại. Một bóng người mơ hồ không rõ ngồi xếp bằng chính giữa đại điện. Tế tự âm vần quanh, giống như chư thiên thần Phật đang cầu nguyện cho ông ta. Cái bóng giống như chiếu rọi từ xưa đến nay, trong hư vô phá diệt vừa thật cũng vừa giả, như bọc nước mộng huyễn, như sương như điện. Thủy tổ, vô tướng bên phía phiêu miểu thánh vực đã theo sự phân phó của ngài mà ra tay rồi vô hư tử của thiên suy chúng cung kính đứng bên trong đại điện, vô cùng tôn kính bóng người mơ hồ kia. Vô tướng mà ông ta nói chính là thủ lĩnh vô tướng chúng của đại thiên bác bộ chúng, đã từng đi theo đại thiên chi chủ. Nhưng sau khi đại thiên sụp đổ, vô tướng đã mang theo rất nhiều nội tình bỏ đi ẩn cư. Năm tháng dài đằng đẵng, không ai biết được tin tức của ông ta. Vô tướng cũng như tên gọi, thế gian ngủ vẫn cuồn cuộn, hồng trần muôn màu cũng không nhiễm vị trí vô định, muốn tìm được ông ta là chuyện cực kỳ khó. Vô tướng vẫn luôn e ngại sức mạnh của đại thiên chi chủ. Nếu ông ta biết được hắn sắp tỉnh lại, chắc chắn sẽ không kiềm chế được bao lâu. Ông ta không còn quá nhiều thời gian. Nếu con cờ này không sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị đại thiên chi chủ hủy đi, vũng phí tinh lực nhiều năm của ta. Gương mặt của thủy tổ hư không ngừng thay đổi, sau đó biến thành một gương mặt vuông vức không có ngũ quan vô cùng quỷ dị vô hư tử khó hiểu hỏi thủy tổ đã như vậy vì sao ngài còn muốn vô tướng ra tay với minh chủ phạt thiên minh chứ không phải ngài đã xác định thân phận của hắn rồi sao ánh mắt thủy tổ hư là một màu trắng không hề có con ngươi khi nháy còn có ánh sáng chớp tắt ông ta nhìn hư vô trước mặt bình thản nói ta cần con cờ này giúp ta xác định một việc vận chủ và ta đã giao dịch với nhau ông ta không biết thân phận của minh chủ phạt thiên minh nhưng xưa nay ông ta rất cẩn thận không tùy tiện lộ diện cho nên ông ta muốn mượn tay của ta thăm dò thực lực sâu cạn của minh chủ phạt thiên minh từ đó mới có thể định đoạt nghe xong vô hư tử giật mình nói vận chủ đó chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan tham sống sợ chết ông ta cũng dám giao dịch với thủy tổ ông ta đúng là không sợ cuối cùng sẽ bị phản vệ hồn tiêu cốt diệt sao thủy tổ hư bình thản đáp vận chủ là người có gan lớn nhưng bây giờ thời gian lưu lại cho ông ta không nhiều nếu ông ta còn không xuống đài chờ nước thương mang bị quấy đục có nhiều thứ nhảy ra ông ta sẽ không còn cơ hội nữa cho nên bây giờ ông ta đang rất lo lắng chỉ tiếc con đường của ông ta đã sai ngay từ đầu ông ta có làm thế nào thì cũng đi sai đường mà thôi một đi thì không thể trở lại chỉ có thể đi đến cùng ánh mắt vô hư tử hiện lên sự đùa cợt con đường của vận chủ đã sớm có người đi qua thủy tổ ngài đã từng có lòng tốt thông báo cho ông ta biết kết quả ông ta cứ khăng khăng đi tiếp không phải tự tìm đường chết sao thủy tổ hư trầm tư suy nghĩ sau đó lắc đầu nếu ông ta đồng ý từ bỏ một chút hẳn vẫn có chỗ đồng ý tiếp nhận ông ta không đến mức rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu nhưng ông ta vẫn cứ khăng khăng như vậy chỉ sợ ông ta đang mưu đồ quyền hành quyền hành vô hư tử biến sắc lặng lẽ nhìn ra ngoài thiên ngoại ông ta không nhìn thấy bất kỳ điểm dị thường nào mới thở vào một hơi chẳng qua trong thương mang bây giờ còn lại bao nhiêu quyền hành chứ những người nắm giữ quyền hành hoặc bị bắt hoặc bị giam hoặc bị thủ tiêu vận chủ mưu đồ đã lâu nhưng nếu muốn mưu đồ quyền hành chỉ sợ ông ta sẽ chết không có chỗ chôn thủy tổ ta còn một chuyện không rõ chúng ta thật không quản hắc liên giáo sao hay chúng ta chờ động tỉnh bên phía vận chủ rồi mới quyết định ra tay hay không vô hư tử hỏi ánh mắt thủy tổ hư nhắm lại khí tức quanh người giống như quy về hư vô ta ban cho ông ta khối huyết nhục đó coi như thành ý của ta để ông ta trung thành với ta cũng chính vì ngày hôm nay tính tình vô tướng kiêu ngạo sẽ không khuất phục bất cứ kẻ nào ông ta chỉ ngại đại thiên chi chủ sau khi biết được khối huyết nhục đó đến từ đại thiên chi chủ ông ta lại càng thêm không kiên kỵ đã nhiều năm như vậy ông ta cũng đã biết được cách làm thế nào vận dụng sức mạnh trong đó ta cũng muốn nhìn xem sức mạnh của đại thiên chi chủ bây giờ đạt đến trình độ nào hắn đang chờ xảy ra chuyện hay là đang chờ cá cắn câu cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé